Chương 1031, 1036, Long tộc thanh niên. Chương 1036, Long tộc thanh niên. Xe kéo bên trong, lúc này ngồi ngay thẳng một cái 23 đến 24 tuổi thanh niên. Nhãn thần như nổi bật nhất tinh thần, hình dạng tuấn lãng còn như trạm ngọc. Xe kéo bốn phía biên giới bên trên, còn có vài cái 25 đến 26 tuổi thanh niên cung kính mà đứng đều là nhân loại khí tức, sáu người đều là võ tôn tầng thứ tu vi. Bạch lân long mã kia là chân chính long tộc đệ tử tọa kỵ. Xe kéo bên trong đó là long tộc đệ tử, là long tộc chân long ấu tể. Long tộc, truyền thuyết long tộc, thật tồn tại sao? Không cần nói, đó là long tộc chân long ấu tể, một cái mất hứng. Tùy thời có thể đưa tới long tộc xuất thủ. Long tộc thực sự tới rồi, xem ra nhất định là đi tìm kia đỗ đình hiên báo thù đi. Bốn phía sợ hãi than nghị luận, thanh niên nam nữ khác biệt ngắm nhìn. Không ít ngạo khí thanh niên nam nữ mắt lộ ra tinh mang. Có lão giả nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, nhãn thần ác liệt ngăn lại Sơn môn trung thanh niên nam nữ, miễn cho trêu chọc phải long tộc. Có thể có phô trương, hẳn là long tộc trung địa vị không thấp tồn tại. Mấy người bên cạnh tộc thanh niên là kia long tộc thanh niên thu phục chiến bộc. Kia long tộc thanh niên rất mạnh. Đông Ly Thanh Thanh tự hồ là tại đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ giới thiệu. Ánh mắt rất xa nhìn kia xe kéo bên trong thanh niên, lộ ra một chút vi ngưng chi sắc. Long tộc, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt ám tự lộ ra ác liệt chi sắc. Long tộc đến đây tất nhiên là đi vào tìm tử quỷ lão cha. Dừng lại, đột nhiên, xe kéo bên trong thanh niên phất tay, xe kéo bỗng nhiên đình. Cùng với đồng thời, xe kéo bên trong long tộc thanh niên hai mắt ánh mắt nhất thời phóng xạ mà ra, trực tiếp nhìn về đỗ thiếu phủ sổ nhân mà đi. Tối hậu nhưng là nhìn chăm chú tại tiểu hồ trên người, nhãn thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên lai là hồ tộc, tựa hồ vẫn là hắc ám thiên hồ, thật là khó có được. Trở thành ta tọa kỵ đi. Long tộc thanh niên mặc chiến y màu xanh, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm tiểu hồ. Long tộc rất giỏi sao, trở thành ta tọa kỵ còn tạm được tiểu hổ đen như nước sơn song đồng chỗ sâu, hắc sắc kim quang phù văn ba động. Trên người có hắc ám thiên hổ huyết mạch còn lưu động kim xí đại bàng tinh huyết. Nhượng tiểu hổ thời khắc này đối mặt kia long tộc thanh niên. Tại huyết mạch trên khí thế tuyệt đối không sợ. Long tộc đó là thú trung trí tôn, thú trung chi vương. Trong thiên địa này đáng sợ nhất thú tộc tồn tại. Nhưng bây giờ tiểu hổ trên người có hắc ám thiên hổ huyết mạch đó là hồ tộc hoàng giả đồn đãi không ở bạch hổ nhất tộc chi hạ. Bạch hổ nhất tộc đó là có thể cùng long tộc chống lại tồn tại. Kim sĩ đại bàng càng là long tộc khắc tinh, tiểu hổ làm sao sẽ sợ sợ kia long tộc thanh niên. Huống chi tiểu hổ thế nhưng biết lúc này đây kia long tộc đối phó đỗ đình hiên. Đây chính là trêu chọc phải tam thiếu. Chu vi người xem nghe vậy, không ít thân ảnh lập tức bạo lui. Chỉ sợ kia long tộc thanh niên bạo bắt đầu bão bị tai bay vạ gió cùng với đồng thời, kia xe kéo bốn phía vô số cái thanh niên nhảy ra, tổng cộng 6 người. Toàn bộ rơi vào đỗ thiếu phủ ngang thân trước, sáu cỗ khí tức dũng động, song mâu hung hãn. Tràn ngập hàn ý. Theo chúng ta đi, bằng không, chết. Sáu thanh niên chung, dẫn đầu một thanh niên, mặc áo giáp hướng về phía tiểu hồ hét lớn. Đằng đằng sát khí, rất là bất phàm, này nhân nếu là phóng tại cửu châu phía trên. Tuyệt đối là bất kỳ một châu trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Cốt, đỗ thiếu phủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, song đồng nổi lên kim quang hàn ý. Trong miệng hét lớn một tiếng thanh truyền ra, thanh âm giống như rít gào. Chấn động tứ phương không gian vang dội không thôi, thanh âm khí lãng cuồn cuộn. Giống như biển rít gào nhộn nhạo. Đạp đạp, đáng sợ khí lãng chi hạ, hai cái võ tôn thanh niên trực tiếp thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Sổ bước ánh mắt vì đó đại biến. Ồ, kia cuồn cuộn tiếng gầm chi hạ, xe kéo bên trong long tộc thanh niên mắt lộ ra nghi hoặc vẻ. Kinh ngạc, ánh mắt nhất thời rơi vào đỗ thiếu phủ trên người. Thiên hoang thành bên trong, cấm phân tranh. Đúng lúc này chờ, giữa không trung phía trên có cuồn cuộn tiếng gầm truyền ra. Sau đó thở bình thường lại. Chúng ta đi. Long tộc thanh niên đối với kia sáu thanh niên ngoác ra hiệu. Ánh mắt bôi qua một chút khác thường ba động. Siêu siêu sáu đằng đằng sát khí thanh niên nhảy về rồi xe kéo bốn phía. Đều là ánh mắt âm trầm chăm chú vào rồi đỗ thiếu phủ trên người. Điều khiển, bốn con bạch lân long mã lần thứ hai bôn tàu, xe kéo bay đi. Long tộc thanh niên thanh âm truyền đến thiên hoang đại lục thượng tương hội. Cẩn thận tên kia thực lực của hắn rất mạnh tại long tộc trung địa vị nhất định không thấp. Đông ly thanh thanh nói với đỗ thiếu phủ theo kia long tộc thanh niên trong mắt nàng nhìn thấy sát ý. Nếu là đến lúc đó tại thiên hoang đại lục bên trên gặp, sợ là tránh không được một phen huyết chiến, không biết long huyết mùi vị thế nào. Đỗ thiếu phủ xong mâu trào ra hàn ý, đã lâu không có uống yêu thú máu tươi. Long tộc yêu thú tinh huyết tất nhiên hiệu quả không sai. Nếu có thể nướng bên trên một đầu long tới ăn, tất nhiên càng càng mỹ vị là ma vương đỗ thiếu phủ, ngày hôm qua giết rồi tiết thiên trảm cùng không ít thiên đao tông. Đệ tử ma vương đỗ thiếu phủ, theo long tộc thanh niên tại không thiếu chấn động trong ánh mắt rời đi. Bốn phía vô số ánh mắt đều là rơi vào đỗ thiếu phủ ngang bên trên. Lập tức có người chính là nhận ra đỗ thiếu phủ tới. Chúng ta đi, đỗ thiếu phủ nhíu mày, thiên hoang thành bên trong rất có thể còn có kia thiên đao tông người kia hỗn nguyên võ tôn vẫn còn, một khi gặp phải cũng không phải một món dây sự tình. Sau đó mọi người thân ảnh chính là lập tức chui vào trong đám người cấp tốc rời đi. Không người nào dám ngăn trở. Ma vương Đỗ Thiếu phủ tên khiến người ta có kiêng kỵ. Thiên Đao Tông phát ra treo giải thưởng, chỉ cần cung cấp Ma vương Đỗ Thiếu phủ tin tức chính xác, có thể thu được thượng phẩm đạo khí một món ai nếu là bắt rồi ma vương đỗ thiếu phủ tưởng thưởng pháp khí một món tôn phẩm tầng thứ thần mạch đan một quả bốn phía nghị luận ầm ĩ có nhân mắt lộ ra nóng bỏng chi xác vương bát đản kia thiên đao tông thật đúng là điên rồi a à, dĩ nhiên phát ra treo giải thưởng đỗ thiếu phủ vọt vào trong đám người hùng hùng hổ hổ này đối với mình tới nói tuyệt đối rất nguy hiểm chứng minh ngươi rất được thiên đao tông coi trọng người bình thường cũng không có này đãi ngộ đỗ tiểu yêu đứng ở đỗ thiếu phủ đầu vai gương mặt cười trên nỗi đau của người khác hoàn toàn không có này sự tình còn bị người đuổi giết lo lắng lại có địa vị bất phàm thú tộc người tới trước xem ra thiên hoang đại lục bên trên so lên trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt a à. đột nhiên đông ly thanh thanh ở trong đám người khẽ ngẩng đầu trong suốt song mâu nhìn về bầu trời phần phật giữa không trung khí lãng cuồn cuộn, có bốn chỉ quái vật lớn chấn xí mà đến. Như chim mà không phải chim, như gió như loan, toàn thân xích hồng. Trên người bao vây lấy cuồn cuộn hỏa diễm, đi qua chỗ, không gian lan tràn bạch sắc yên vụ. Mặt đất một mảnh nóng bỏng, là liệt diễm hỏa loan. Đỗ thiếu phủ hơi kinh ngạc, đó là một loại thiên thú bảng thượng nhân vật đáng sợ. Đồn đãi cùng phượng hoàng tộc huyết mạch huyết mạch tầng thứ tuyệt đối sẽ không tại bạch lân long mã chi hạ. Bốn chỉ liệt diễm hỏa loan chấn xí mà qua, lôi kéo một chiếc tại giữa không trung chạy như bay phượng liễn, toàn thân cổ lão. Khắc ghi phù văn, lấp lé thất thải quang mang, trong lúc mơ hồ có thể thấy được. Ở trong đó ngồi ngay thẳng coi là động nhân nữ tử. Đó là phượng hoàng tộc người, liệt diễm hỏa loan vi tọa kỵ. Địa vị tất nhiên tại tộc trung cực cao đông ly thanh thanh con mắt động nói nhỏ xem ra thú tộc đối với thần lôi phủ đệ cũng là tình thế bắt buộc lúc này đây tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu long tộc phượng hoàng tộc đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ kia hai tộc tại thú tộc bên trong thế nhưng hai cái đại tộc trên đời đồn đãi cổ xưa nhất cường đại thú tộc tổng cộng có ba long tộc phượng hoàng tộc chính là trong đó thứ hai đông ly thanh thanh nói với đỗ thiếu phủ còn có nào tộc trong tay bốn tộc đỉnh phong, không phải Thanh Long Bạch Hổ. Phượng Hoàng Huyền Vũ này bốn tộc sao? Đỗ Thiếu phủ hiếu kỳ, đối với Đông Ly Thanh Thanh hỏi. Không biết mạnh nhất thú trung tam tộc còn có bộ tộc kia, hiện ở bên ngoài truyền thuyết. Thế nhưng, chương 1032, 1037, Kỳ Lân tộc. Chương 1037, Kỳ Lân tộc. Cái khác còn có một chút thú tộc huyết mạch tuyệt đối sẽ không tại Thanh Long Bạch Hổ chờ bốn tộc chi hạ. Nhưng chỉ là chỉnh tộc thực lực vô pháp cùng kia bốn tộc so sánh với. Giống đỗ tiểu thanh bản thể tất phương, cũng không thiếu thượng cổ dị thú. Huyết mạch đều là sẽ không tại thanh long bạch hổ chi hạ. Còn có kim sĩ đại bàng điều, có thể lấy rồng làm thức ăn. Tự nhiên cũng là sẽ không tại thanh long bạch hổ chờ tộc phía trên, chắc chắn mạnh hơn nhìn đỗ thiếu phủ đông ly thanh thanh đôi mắt đẹp khẽ động tiếp tục nói kỳ thực bạch hổ cùng huyền vũ nhất tộc là muốn tại thanh long cùng phượng hoàng tộc sau đồn đãi tại thượng cổ trước đó là thiên địa sơ khai sau có một đoạn xưng là hồng hoang thời kỳ trên đời này chính là có rồi vạn vật sinh linh bắt đầu rồi ở trên vùng đất này sinh sôi nảy nở sinh hơi thở khi đó vạn vật sinh linh tranh nhau phát triển nhân loại còn vô cùng nhỏ bé có chỉ cường đại nhất phi cầm lân giáp tẩu thú tam tộc tranh hùng kia tam tộc đại biểu chính là trong truyền thuyết phượng hoàng tộc long tộc còn có sau cùng kỳ lân tộc kỳ lân tộc đỗ thiếu phủ con mắt động thật đúng là chưa từng nghe nói qua bộ tộc này tâm sinh nghi hoặc có thể cùng long tộc phượng hoàng tộc so sánh đại tộc không có khả năng không có tiếng tăm gì đông ly thanh thanh dịu dàng cười khẽ nhếch môi đỏ mọng nói nhỏ đồn đãi kỳ lân tộc đã sớm tại thượng cổ trước. Đã bị long tộc liên thủ với phượng hoàng tộc tiêu diệt biến mất ở rồi thiên địa này. Tạo thành một hồi thiên địa đại kiếp nạn. kia một hồi thiên địa đại kiếp nạn nhượng sinh linh đồ thắn, máu chảy thành sông. Mà sau đó long tộc cùng phượng hoàng tộc lần nữa đổ máu, hai tộc đều là trọng thương. Lưỡng bại câu thương, cho nên long tộc lui về rồi tứ hải. Phượng hoàng tộc lui về rồi ngô đồng sơn trên đời này chủng tộc khác mới bắt đầu nhân cơ hội quật khởi, bao quát nhân loại chúng ta. Vô số năm qua, tại thú tộc bên trong, phi cầm vẫn là lấy phượng hoàng vi tôn. Lần giáp lấy thanh long vi hoàng. Tứ hải, ngô đồng sơn. Đỗ thiếu phủ nhưng thật ra nghe nói qua hai địa phương này. Tứ hải là cửu châu ở ngoài chung quanh hạo hãn bao la biển sâu, diện tích bao la vô biên. Đồn đãi vô nhân có thể vượt ngang. Ngô Đồng Sơn còn lại là một mảnh bao la sơn mạch, đồn đại đó là một mảnh sinh linh cấm địa. Không người dám tiến vào bên trong, bởi vậy trên đời này người biết cũng không nhiều. Này địa vẫn là đỗ thiếu phủ ban đầu ở đỗ ra một chút sách cổ giã sử chung nhìn thêm đã đến. Người biết sự tình thật đúng là không ít. Đỗ thiếu phủ kinh ngạc nhìn đông ly thanh thanh. Cái này tới tự thượng cổ trước truyền thuyết sự tích. Người bình thường thế nhưng tuyệt đối khó mà biết được, đủ thấy Đông Ly Thanh Thanh không phải. Tộc ta Trung Lưu lại, đối với trên đời này một chút bí ẩn biết đến không ít. Đối với ngoại giới người mà nói là bí ẩn, nhưng đối với trên đời này không ít người tới nói. Cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đông Ly Thanh Thanh nói, chúng ta hay là trước ra khỏi thành đi, việc này không nên chậm trễ. Ta phải nhanh một chút tìm được Tử Quỷ lão cha đỗ thiếu phủ thần sắc vi ngưng thời khắc này tìm tử quỷ lão cha trọng yếu không có thời gian nhiều nán lại đông ly thanh thanh cùng đỗ tiểu thanh gật đầu sau đó sổ sóng người ra khỏi thành phương hướng mà đi liền tại đỗ thiếu phủ chờ xuyên qua ở trên trời hoang thành tính toán ra khỏi thành thời gian náo nhiệt náo động thiên hoang thành bên trong có một chỗ an tĩnh đỉnh viện trong sảnh có mười mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn bên trên đầu bên trong có một cái hoàng bào lão giả song mâu hiện lên lôi quang bất ngờ chính là ma giáo kia âm lôi lão nhân âm lôi lão nhân bên cạnh mười mấy nhân đều là đầu đội mũ bảo lộ vẻ thần thần bí bí hạng người khí tức trên người đều là vô cùng mạnh mẽ lúc này đây cửu châu phía trên tất cả đại thế lực đều là bị hấp dẫn đến đây ngay cả không ít ẩn núp thế lực xuất hiện thú vực bên trong không ít người mang thượng cổ huyết mạch yêu thú hậu đại xuất hiện, long tộc. Phượng hoàng tộc chờ đều phái ra cường hãn trẻ tuổi. Dẫn đội đều là một chút uy tín lâu năm cường giả. Xem ra bọn họ đối với thần lôi phủ đệ đều là tình thế bắt buộc a. À. Âm lôi lão nhân bên cạnh nhất cái lão giả chân mày hơi nhíu lên. Thanh âm đối với âm lôi lão nhân vô cùng cung kính sứ giả nói qua, lúc này đây thần lôi phủ đệ truyền thừa nhất định phải tình thế bắt buộc. Không tiếc bất cứ giá nào, phàm là trở ngại chúng ta, giết không tha. Âm lôi lão nhân sắc mặt âm trầm, lúc trước theo thiên su điện thoát đi sau. Thương thế trên người tự hồ là đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Trong thanh âm lộ ra một chút sâm. Nghe nói kia đỗ thiếu phủ xuất hiện này địa có muốn hay không xuất thủ trước. Đem kia đỗ thiếu phủ giải quyết rồi một đạo âm trầm thanh âm truyền ra, liền tại âm lôi lão nhân bên cạnh. Một cái thất toàn bộ dáng lão giả, như có thể bể nghệ thiên hạ. Lúc này song mâu hiện lên lên trói mắt hàn ý quang mang, sát ý cuồn cuộn. Chính là quang minh thần đình thần quang thiên tôn. Đỗ thiếu phủ, nghe được ba chữ kia, âm lôi lão nhân nhất thời trong miệng truyền ra khiến người ta rợn cả tóc. Gáy cười lạnh, lôi quang song mâu một mảnh sát ý dũng động, nói đến thiên hoang thành là tốt rồi chỉ sợ hắn chưa có tới tốt nhất là hạ hầu phong lôi cùng nhau đến chỉ cần bọn họ đến thiên hoang đại lục bên trên đến lúc đó một cái chạy không thoát muốn đối phó hạ hầu phong lôi cũng không dễ dàng lẽ nào sứ giả lúc này đây sẽ đích thân đến đây sao thần quang thiên tôn đối với âm lôi lão nhân hỏi có một số việc ngươi còn chưa phải biết cho thỏa đáng nên ngươi biết sứ giả tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết âm lôi lão nhân quan sát thần quang thiên tôn một cái hoàng bào khẽ run sau đó nói nói chung lúc này đây đối với thần lôi bên trong phủ đệ hết thảy chúng ta ma giáo tình thế bắt buộc mặt khác giáo trung ma sát đại nhân đã đến thiên hoang đại lục bên trên khi tất yếu chờ sẽ liên hệ chúng ta chúng ta muốn toàn lực phối hợp ma sát đại nhân nghe vậy thần quang thiên tôn trên khuôn mặt già nua ánh mắt khẽ run lên nói chính là giáo trung vị kia khủng bố chi chủ sao? Cũng là vì thần lôi bên trong phủ đệ mà đến sao? Thần quang thiên tôn thoại âm rơi xuống, trong mắt ám tự bôi qua không vui hàn ý chi sắc. Lúc trước âm lôi lão nhân lời nói, rõ ràng là nhượng trong lòng hắn khó chịu. Nào đó chút cố kỵ, nhượng thần quang thiên tôn tu vi sẽ không tại âm lôi lão nhân chi hạ. Cũng không khỏi không là bị âm lôi lão nhân kềm chế ma sát đại nhân đến đây là không phải là vì thần lôi bên trong phủ đệ truyền thừa vẫn có ý cùng cửu châu thú vực yêu giới bên trong những thứ kia cùng thế hệ một hồi cao thấp ta cũng không rõ ràng chúng ta địa vị còn vô pháp tiếp xúc được ma sát đại nhân chỉ cần chờ ma sát đại nhân mệnh lệnh là tốt rồi âm lôi lão nhân thoại âm rơi xuống lôi quang xong mâu ba động sau đó tiếp tục chậm rãi nói đi ra ngoài tìm hiểu một cái, lúc này đây đến cùng tới rồi bao nhiêu cường giả. Bát Tinh Linh Phù sư cùng Võ Tôn cũng không cần quan tâm kỹ càng rồi. Chỉ có những thứ kia đặt chân rồi võ vực cảnh cùng Cửu Tinh Linh Phù sư khủng bố chi chủ mới là phiền toái nhất, thần lôi phủ đệ muốn xuất hiện. Chỉ sợ những thứ kia khủng bố chi chủ đô hội bị hấp dẫn mà tới. Phải, mười mấy nhân khom người đáp, sau đó từ từ thối lui ra khỏi trong sảnh rời đi thiên hoang thành không lớn cũng không nhỏ theo vào thành đến ra khỏi thành đỗ thiếu phủ một đường xuyên qua tốn một canh giờ lúc này mới tại rậm rạp sóng người chung ra thiên hoang thành cửa thành thiên hoang thành vốn là tới đi tự do ra khỏi thành cũng không khó rậm rạp thân ảnh thế lực khắp nơi tề tụ cửu châu cường giả đến đây thịnh huống chưa bao giờ có vượt quá tưởng tượng làm cho dọc theo đường đi đỗ thiếu phủ đều là vô cùng kinh ngạc Bình thường khó mà nhìn thấy võ hoàng cảnh tu vi, thời khắc này thiên hoang thành nội ngoại khắp nơi đều là. Ngay cả võ tôn cường giả tuyệt đối không ít cường giả chân chính tập hợp. Gào gừ, bốn phía giữa không trung có yêu thú tiếng hi i i. Âm thanh rít gào giữa không trung, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không ít đáng sợ yêu thú trấn xí bay ngang qua bầu trời. Còn có không ít xe kéo xuất hành, có yêu thú kéo xe chẳng qua cũng không có kia thanh long nhất tộc thanh niên cùng phượng hoàng tộc nữ tử xe kéo đội hình làm chấn động nhân tâm thật nhiều cường giả a già thiên hoang thành là một mảnh lớn như vậy sơn mạch thì tầm mắt rộng rãi đỗ thiếu phủ nhịn không được sợ hãi than lên tiếng đông ly thanh thanh cười nói thiên hoang đại lục bên trên hung hiểm tầng tầng lớp lớp căn bản không phải người bình thường có thể đặt chân thời khắc này lại ngơ cả ngẩn lôi phủ dinh tin tức tới tự nhiên là cường giả cửu châu bao la còn có thú tộc đến đây cường giả xiết bao nhiêu đại gia hết thầy cẩn thận một chút đỗ thiếu phủ thu lên tiếng thán phục thời khắc này khắp nơi đều là cường giả nghe nói này thiên hoang đại lục bên trên còn hiểm cảnh tầng tầng lớp lớp không thể không là phải cẩn thận lên thật là nhiều người trên người mang bảo vật a à, thật muốn ăn đỗ tiểu yêu đứng ở đỗ thiếu phủ đầu vai đầu ngã trái ngã phải khắp nơi theo dõi ánh mắt nhìn bốn phía không ít cường giả lộ ra tham lam nóng bỏng chi xác có thể cảm giác được những cường giả kia trên người thế nhưng mang không ít bảo vật thiếu cấp ta gây sự chúng ta cưu ra thế nhưng không ít đỗ thiếu phủ không thể không là cảnh cáo đỗ tiểu yêu chỉ sợ này đỗ tiểu yêu sẽ trêu chọc tới phiền phức người thật giống như chọc sự tình so ta nhiều hơn nhiều Đỗ Tiểu Yêu trắng đỗ thiếu phủ một cái, tâm trung minh bạch lộ vẻ là không phục. Rất là không phục. Chương 1033, 1038, giết thanh đầu dao. Chương 1038, giết thanh đầu dao. Ca ca gọi ngươi đừng gây chuyện, ngươi cũng đừng gây sự là được rồi. Đỗ Tiểu Thanh không linh xong mâu cũng là nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Yêu. Tự nhiên là giúp đỡ Đỗ thiếu phủ tiểu thanh, người nhà đầu kia, thua thiệt ban đầu ta còn trộm linh dược cho người ăn. Đỗ tiểu yêu bị hai người vây công, kim sắc xong đồng thần tình lộ vẻ rất vô tội giận dữ. Rất là không phục, đỗ thiếu phủ chờ không để ý đến, sổ nhân lướt thân tiến nhập sơn mạch nội. Không có tử quỷ lão cha cụ thể tin tức, đỗ thiếu phủ cũng chỉ có thể là tới trước chỗ tìm hiểu. Một canh giờ sau, một chỗ bốn phía quần sơn, trung tâm thung lũng, hào quang sung thiên. Sóng năng lượng truyền ra không ít tiếng cải và âm. Phía trước có linh dược, có người ở tranh đoạt ta đi trước nhìn một chút. Đỗ Tiểu Yêu tự hồ là cảm thấy cái gì, ánh mắt sáng ngời. Nho nhỏ mi hầu thân thể theo Đỗ Thiếu phủ đầu vai lướt xuống sau. Chính là hóa thành một khối ngũ chỉ sơn hòn đá biến mất ở rồi mặt đất không thấy. Đỗ Thiếu phủ ngẩng đầu, phía trước truyền đến không ít tiếng cải và phía trước kia tựa hồ là có không ít người chính tại tranh phong bộ dạng ước chừng không dưới mấy trăm người trẻ có già có bất quá kia một số người chung tựa hồ nhưng thật ra cũng không có cái gì đặc biệt khí tức cường đại không ít trung niên cùng lão giả cũng là tôn cấp tầng thứ còn dư lại trẻ tuổi thanh niên nam nữ cũng đều là vô cùng không tầm thường quần sơn bên trong hạp cốc không ít thân ảnh vô cùng kích động thậm chí có phù văn rậm rạp lấp lóe Ta nói rồi rồi, này hơn là chúng ta thú tộc phát hiện trước, ai dám tiến lên một bước, giết. Thùng lũng trước, lúc này một cái hơn 20 tuổi thanh niên, thú tộc hoàng giả khí tức. Mặc bó sát người trang phục, khôi ngô thân hình phát thảo phình cơ bắp, lộ vẻ khổng vũ có lực. Thanh niên này vô cùng kiệt ngạo, song đồng chỗ sâu hiện lên hung quang. Lớn tiếng hướng về phía lúc này thung lũng trước sổ trăm thân ảnh quát lên. Này khổng vũ có lực thanh niên phía sau, còn có mười mấy thanh niên nam nữ và mấy trung niên. Trong đó hơn phân nửa đều là nhân tộc khí tức tựa hồ cũng là bọn hắn chiến bọc. Còn dư lại mấy cái, đều là khí tức cường hãn yêu thú hóa hình. Nghe kia hơn 20 tuổi cường già tiếng hét lớn. Kia mấy trăm người tộc cường già tuy rằng nói nhau nhau nhách mép. Nhưng là không người nào dám tiến lên một bước, đều là lộ vẻ vô cùng kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Thanh đầu dao, ngươi có ý gì, đây cũng không phải là các ngươi thú tộc. Lẽ nào nghĩ chúng ta nhân tộc dễ khi dễ sao? Một cái ngạo khí mười phần thanh niên tiến lên, hướng về phía kia nói chuyện thanh niên hét lớn quát lên. Ngao o o. Ngay lúc nhân tộc thanh niên thoại âm rơi xuống đồng thời. Một tiếng kinh người tiếng gầm gừ nhất thời vang vọng sơn cốc. Kia khổng vũ có lực thanh niên trực tiếp hóa thành một cái dài hàng trăm trượng cự đại hung ác giữ tận giao long giao long kia giữ tận miệng to như chậu máu há miệng hút vào hung hãn khí tức cuồn cuộn, cuộn. phù văn sung thiên hóa thành một cái đáng sợ hung tàn vòng xoáy đem kia thanh niên kể cả quanh thân mười mấy thanh niên nam nữ đều là một ngụm nuốt vào trong miệng răng rắc răng rác giao long hỗn độn lân phiến bao trùm đầu nhưng là thanh sắc hung ác giữ tận miệng hợp lại mười mấy người đang trong miệng bị cắn nát tiên huyết tung tóe bị trực tiếp thôn vệ thanh sắc đầu giao long tối hậu hóa thành khổng vũ có lực hình người thanh niên. Đáng sợ kia hung tàn khí tức nhộn nhạo. Hung hãn ánh mắt đảo qua trước mắt bị sợ lảo đảo trở ra nhân tộc mọi người, nói. Ai dám tiến lên một bước, đây là hạ tráng. Bốn phía mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, không khỏi là trong lòng run sợ. Sợ rợn cả tóc gáy, đáng sợ kia giao long dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như vậy một chút thực lực không tầm thường trung niên cùng lão giả tựa hồ đối với cái gì có chỗ cố kỵ. Tuy rằng sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, nhưng không dám lên trước. Long cửu thái tử ở bên trong hái linh dược, ai dám đi lên, chết. Khổng vũ có lực thanh niên trầm quát, nhìn bốn phía mọi người vẻ mặt khinh thường. Lộ ra ngạo khí kiệt ngạo, không đem mọi người không coi vào đâu. Hoàn toàn không để ở trong lòng. Long Cửu Thái tử, đó là chân Long hậu đại, Long tộc thái tử, không thể trêu chọc Long tộc. Có lão giả và trung niên vì mình tìm dưới bậc thang, báo cho Sơn môn trung đệ tử. Không nên trêu chọc Long tộc. Long tộc đó là nhân vật đáng sợ, coi như là một châu bên trên những thứ kia đỉnh phong thế lực. Cũng là không dám tùy tiện trêu chọc. Có không ít người sau đó liền muốn ly khai, không muốn trêu chọc Long tộc. Đó là bọn họ không dám trêu chọc tồn tại nếu là đắc tội long tộc, sợ là liền sơn môn đều phải đưa tới diệt đỉnh tai ương. Thành đầu giao, thiên thú bảng thượng yêu thú A, mùi vị nhất định không sai. Mà giờ khác này, chỉ có đỗ thiếu phủ nhìn chằm chằm kia khổng vũ có lực thanh niên. Ánh mắt lộ ra hàn ý, trong miệng nhưng là lưu nước bọt. Long cửu thái tử, có đúng hay không long tộc người? Đỗ thiếu phủ tiến lên, nhìn chằm chằm kia khổng vũ có lực thanh niên hỏi ánh mắt đảo qua sau người mười mấy nhân có mấy con yêu thú thân ảnh khí tức tuyệt đối không tầm thường không khỏi là thiên thú bảng thượng tồn tại còn có mười mấy cái nhân tộc cũng đều là chiến bọc. tiểu tử ngươi hỏi buồn cười lòng cửu thái tử đó là chân long hậu đại lòng tộc thứ chín thái tử địa vị cao thượng hết sức nhỏ bé một nhóm nhân loại đều nhanh cút cho ta bằng không vậy các ngươi nhét kẽ răng Thanh đầu dao cười lạnh hét lớn, mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu phủ. Trần Long hậu đại thì thế nào, ngươi thanh đầu dao giống như cũng là một cái tạp long đi. Ta từng ăn xong một cái tạp long, không biết ngươi sơ đăng thú tôn tầng thứ huyết cùng thịt. Có đúng hay không dễ ăn một chút? Đỗ Thiếu phủ nhìn kia thanh đầu dao, phong khinh vân đạm. Đầu lưỡi liếm liếm lưu xuất nước bọt đôi môi, chỉ xong đồng chỗ sâu kim quang trung hàn ý không ai nhận thấy được không thể nào tiểu tử kia lẽ nào muốn ăn thanh đầu dao sao tiểu tử kia lai lịch gì có bị bệnh không bên cạnh hắn kia hai nữ tử thật là phiêu lượng a cũng không nên làm phiền hà kia như hoa như ngọc tuyệt sắc thiên hạ hai cái xinh đẹp nữ tử bị thanh đầu dao cấp nhét kẽ răng rồi bốn phía không ít người bản muốn là muốn ly khai rồi nghe được đỗ thiếu phủ nhất thời lưu lại không ít người thậm chí nhìn thấy kia tử bào thanh niên nhìn thanh đầu dao. Thật đúng là nước bọt đều phải chảy ra kia biểu tình, khiến người ta phát điên. Sẽ không tiểu tử kia thật muốn ăn đáng sợ kia thanh đầu dao không được. Đây chính là có huyết thống long tộc giao long A. Thiên thú bảng thượng bài danh nhân vật đáng sợ, vẫn là sơ đăng thú tôn. Tiểu tử, không muốn muốn chết, mau chạy đi. Có mấy cái lão nhân cùng phụ nhân tựa hồ tâm địa có chút thiện lương, giàu gì cũng là nhân tộc không đành lòng nhìn thấy đỗ thiếu phủ bị kia thanh đầu dao giết chết. Ám tự thấp giọng dục đỗ thiếu phủ chạy mau, miễn cho là gặp thanh đầu dao độc tay. Tiểu tử muốn chết, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quả thanh đầu dao bạo nộ rồi, hét lớn một tiếng. Kia khổng vũ có lực thân thể trực tiếp đánh về phía rồi đỗ thiếu phủ mà đến. Toàn thân bạo phát tia sáng chói mắt, toàn thân đều là phù văn lấp lóe như lửa viêm hùng thiêu đốt trong hai con ngươi hiện lên hung hãn hung ác giữ tợn quang mang. Khí thế cuồn cuộn nối thành một mảnh, nghiền ép tứ phương. Suy lạp, thanh đầu giao một đạo chảo ấn nháy mắt bao phủ đỗ thiếu phủ. Giống như là muốn đem đỗ thiếu phủ trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. Đỗ thiếu phủ động liền tại không ít chấn kinh trong ánh mắt nhìn như phong khinh vân đạm. Vô cùng đơn giản, trong lúc giơ tay nhấc chân, kim quang lướt ra. Trực tiếp một quyền chính là đối chàng tại kia thanh đầu dao chảo ấn bên trong. Phốc suy, có nhân thổ huyết, sau đó thân thể trực tiếp bị đánh bay, hướng bên trong cốc đánh bay mà đi. Đánh vào rồi nham thạch bên trong, công kích sơn thể lung lay, mảng lớn nham thạch tạc nổ mở. Mọi người lúc này mới thấy rõ kia thổ huyết đánh bay rõ ràng là thanh đầu dao. Đáng sợ thanh đầu dao, dĩ nhiên không chịu được như thế một kích điều này làm cho mọi người khiếp sợ vì đó ngây dại ngao o o ngắn ngủi sát na giao lòng rít gào thanh đầu giao rít gào trung hóa thành bản thể kia ước chừng trăm trượng dài thân thể khổng lồ phóng lên trời đột nhiên làm cho toàn bộ đất trời đều tối sầm xuống như là có một mảnh hắc vân hoành không kèm theo như đại dương đáng sợ khí tức tịch quyền tứ phương bốn phía mọi người hoảng sợ đều ngước đầu nhìn lên vì đó sợ hãi hóa thành bản thể thanh đầu dao, đáng sợ nhất. Ngao, o, o. Thanh đầu dao rít gào, song đồng sát ý hung tàn. Thân thể cao lớn trong miệng dâng lên đáng sợ khí tức. Hướng đỗ thiếu phủ còn như vẫn thạch công kích xuống. Tạp long mà thôi. Đỗ thiếu phủ thời khắc này như biệt hiệu một loại giống như ma thần, vô cùng uy mãnh. Tử bào ống tay áo trực tiếp nhìn trời đảo qua. Nhất thời một mảnh kim sắc phù văn như đại dương màu vàng ống phập phồng lướt ra kim sắc phù văn hóa thành một chương kim sắc vũ rực chấn không gian xung quanh run rẩy. Sau đó hung hăng vỗ vào kia phát sát mà đến thanh đầu dao trên người. Phốc suy phốc suy, năng lượng đáng sợ tịch quyển kia thanh đầu dao trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống. Trên người hỗn tạp sắc lân phiến băng liệt tiên huyết cuồn cuộn rơi xuống đất chỗ. Đất dung núi chuyển, toái thạch hoành phi đáng sợ lực đánh vào hạ, bốn phía không ít người không thể chịu đựng loại này dư âm năng lượng. Nhao nhao chấn động bạo lui. Ta giao long huyết a à, cũng không thể lãng phí. Đỗ thiếu phủ thân ảnh nhào ra, nhanh như thiểm điện đến kia thanh đầu giao thân thể trước. Lộ vẻ con kiến đối với voi thân thể, nhưng là rơi vào kia thanh đầu giao trên cổ. Một quyền hạ xuống tại thanh đầu giao trên cổ đập ra một cái lỗ máu sau đó đỗ thiếu phủ trực tiếp nhào vào kia thanh đầu dao trên cổ. Mở miệng liền từng ngốn từng ngốn nuốt thanh đầu dao tiên huyết. chương 1034, 1039, tuyệt đối hung tàn. chương 1039, tuyệt đối hung tàn. Kia cuồn cuộn tiên huyết còn như hồng thủy chút xuống, rơi vào đỗ thiếu phủ trong miệng. Nháy mắt đã để luyện ra rồi tinh huyết thầy khác này đỗ thiếu phủ thân thể lúc này liền giống như cái động không đáy một đầu thanh đầu dao dao long chi huyết tại đều bị nuốt chửng có thể thanh đầu dao tại đã bị đỗ thiếu phủ một quyền kiêu anh phá rồi cái cổ đồng thời đã sớm đi đời nhà ma thần hồn câu diệt rồi này hung tàn một màn rơi vào hết thảy trong ánh mắt không không rợn cả tóc gáy vì đó hít vào khí lạnh thầy khác này kia tử bào thanh niên nơi nào như là nhân loại quả thực chính là một đầu hung tàn tuyệt thế hung thú. Nhân loại đáng chết giết rồi thanh đầu dao, mau liên thủ đánh chết. Bốn phía kia thanh đầu dao cùng nhau vô số cái thú tộc bất phàm thanh niên nam nữ theo chấn. Kinh Trung hồi thần lại, nhất thời nộ khiếu hét lớn. Mấy đạo thân ảnh ngay lập tức sẽ hóa thành sổ con khổng lồ yêu thú bản thể. Gào gừ, một cái khổng lồ hỏa viêm cự mãng, giống như dao long hoành không, mang hỏa vân cuồn cuộn phù văn rực rỡ nóng bỏng thiêu đốt không khí đó là một cái có viễn cổ thiên xà huyết mạch thượng cổ viêm xà một con cự đại đen như nước sơn phi ưng trấn xí trên người có long lân bao trùm thân hình khổng lồ trấn xí che khuất bầu trời hung hãn ác liệt cổ lão hơi thở làm người ta sợ hãi mênh mông đó là một con đáng sợ thượng cổ long ưng một con khổng lồ hắc hùng rít gào giống như sơn phong thân thể cao lớn di động đất dung núi truyền này một con thiên thú bảng thượng bài danh hàng đầu chấn thiên cổ hùng, lực lớn vô cùng. Có thể Di Sơn Đảo Hải, một con huyết hồng đường lang mười mấy trượng khổng lồ. Toàn thân huyết sắc óng ánh sáng long lanh, chân nhọn ác liệt, hàn quang tràn ngập. Khí tức khiến người ta kinh tâm động phách, này một con hung tàn thị huyết đường lang. Bốn chỉ đáng sợ yêu thú không khỏi là thú tôn cảnh tầng thứ. Đều là thú tộc trung nhân vật đáng sợ bọn họ tại thú tộc chung đều là tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm, nhưng ở thú tộc vẫn là trẻ tuổi. Mười mấy cái chiến bộc bộ dáng nhân tộc nam nữ cũng lướt ra. Từng cỗ một đáng sợ khí tức kích đắng, chỉ một thoáng rung động thương khung. Cuồn cuộn uy áp phóng thích nhượng bốn phía nhân tộc quá sợ hãi, thần sắc kinh biến. ầm ầm liên tiếp mười mấy cỗ đáng sợ khí tức nhộn nhạo mà ra tiếng len keng đinh tai nhức óc. Chấn bốn phía quần hùng tâm thần dung truyền này mười mấy cỗ khí tức quá cường đại các loại khí tức cùng phù văn giống như pháo hoa nở rộ cầu thông thiên địa năng lượng bành trướng tịch quyển mây xanh khiến cho nhân dung động thật sâu gào gừ rít gào như kinh lôi cuồn cuộn sau đó này mười mấy cỗ đáng sợ khí tức trực tiếp bao phủ hướng về phía đỗ thiếu phủ mà đi bọn họ sẽ đối đỗ thiếu phủ tiến hành điên cuồng liên thủ vây công nhiệt xúc chớ có càn rỡ tại này quần hùng kinh hãi thời điểm, đông ly thanh thanh mở miệng, khẽ kêu một tiếng. Kia mạn rượu thân thể lướt không lên đồng thời. Cùng với đồng thời, đông ly thanh thanh đầu ngón tay chung xuất hiện một chương như là sống rồi. Loan cung, trên đó phủ văn lấp lóe Chói mắt thanh sắc quang mang giống như rượu nhật khoách tán lan tràn. Một cỗ khí tức kinh khủng dường như ngủ say cổ lão thần ma hồi phục đột nhiên bộc phát ra đi. Này đột nhiên tịch quyển ra khí tức thời khắc này làm cho kia mười mấy cỗ ra tay với đỗ thiếu phủ khí tức còn có bốn phía nhân tộc. Quần hùng, chẳng biết tại sao đều là trong lòng sinh ra sợ hãi. Trong lòng trong lúc mơ hồ bắt đầu thẩm thấu xuất một loại bất an. Có một loại tâm tình bất an tại nguyên thần chỗ sâu leo mà ra, thậm chí càng ngày càng nồng đậm. Hết thảy nhanh như thiểm điện, theo dương cung dựng lên. Đông ly thanh thanh thể nội tựa hồ cũng có sức mạnh thần bí nháy mắt hồi phục sau đầu sợi tóc bay lượn, khí chất động nhân tâm hồn, như là xinh đẹp nhất vũ điệu. Sau đó bốn đạo hoàn toàn do phù văn năng lượng ngưng tụ quang tiễn xuất hiện, đầy cung mà phóng. Hiu 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 hiu, u u. Bốn đạo phù văn năng lượng quang tiễn nhất thời lướt ra, ven đường đi qua chỗ. Làm cho mảng lớn, không gian trực tiếp vạn vẹo sau đó không gian băng toái. Lướt ra đen như nước sơn không gian liệt phùng ngắn ngủi sát na, bốn đạo phù văn năng lượng quang tiễn. Chính là mang vặn vẹo không gian quang ngân, đâm xuyên không. Trong giây lát đó chính là vọt tới kia thượng cổ viêm xà, thượng cổ long ưng. Thị huyết đường lang, chấn thiên hùng bốn chỉ đáng sợ yêu thú trước. Bốn đạo quang tiễn chi hạ năng lượng kinh khủng đủ để phá hủy hết thảy. Trực tiếp phá hủy kia thượng cổ long ưng bốn thú phòng ngự. Ào ào đáng sợ thanh sắc phù văn bạo phát lướt vào bốn thú thể bên trong. Như là thôn vệ sinh cơ một loại làm cho bốn phía sinh sinh trọng thương. Hung ác giữ tợn trong miệng máu me đầm đìa, điên cuồng phun thú huyết. Phanh 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 ầm, bốn chỉ thân thể cao lớn, sau đó bắt đầu từ phía trên trụy lạc thung lũng. Tầng tầng lớp lớp đập xuống, làm cho đất rung núi chuyển, giống như trời giáng vẫn thạch bốn chỉ đáng sợ thú tôn cảnh yêu thú, đều người mang yêu thú vương giả huyết mạch. Nhưng là cùng lúc bị đông ly thanh thanh trọng thương. Bốn phía quần hùng thời khắc này mới biết được kia tuyệt mỹ vô song nữ tử. Cũng là một tôn khủng bố chi chủ, đáng sợ kia khí tức nhộn nhạo Cũng làm người ta thẩm thấu rất sợ hãi. Kia lục sắc trang phục cô gái tu vi khí tức có lẽ còn muốn ở đó tử bào thanh niên phía trên. Khó trách bọn hắn mấy người liền dám ra tay với thanh đầu dao, bọn họ đích xác có thực lực đó. Bọn họ niên kỷ cũng không lớn, có thể thực lực quá mạnh mẽ. Bốn phía mảng lớn thanh niên nam nữ. Bọn họ tại từng người sơn môn chung đều là trẻ tuổi chung người nổi bật. Đều là nhân trung long phượng, dung động nhất phương thiên tài trẻ tuổi. Không khỏi là có bản thân ngạo khí. Nhưng là bây giờ cái này thanh niên nam nữ nhìn thấy trước mắt kia hung tàn tử bào thanh niên còn có lục sắc trang phục tuyệt mỹ nữ tử. Xuất thủ, từng cái một trong lòng ngạo khí bị phá hủy hoàn toàn không có. So lên một nam một nữ này tới, bọn hắn thiên tư vẫn tính là cái gì? Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lui, mau lui lại. Bốn chỉ yêu thú trị lạc, mười mấy cái nam nữ chiến bộc bản là nhào ra thân thể. Ngay lập tức sẽ muốn chuẩn bị bạo lui. Phần phật thế nhưng hết thầy không còn kịp rồi. đỗ thiếu phủ nhào vào thanh đầu giao bối trên cổ thôn vệ giao long chi huyết. không hề quay đầu lại, trở tay chính là từ bào ống tay áo quét ngang mà ra. phốc suy phốc suy, ngập trời kim sắc phù văn bạo phát, còn như ở giữa không trung một con đại bằng kim xí quét ngang mà qua. vài cái chiến bộc thân thể bị chấn nát thành huyết vụ, còn dư lại trọng thương trị lạc, máu me đầm đìa vô cùng thê thảm sảng khoái a à. đỗ thiếu phủ đứng dậy mắt hiện vui vẻ đầy miệng đều là dao long tiên huyết khiến người ta nhìn bằng thêm hung tàn tên kia rốt cuộc là ai vậy như vậy hung tàn đáng sợ là người hay là yêu thú Quần hùng chấn động thời khắc này ngay cả những thứ kia thực lực không tầm thường lão giả trung niên cùng phụ nhân cũng là hít vào khí lạnh rồi cái loại này hung tàn trình độ tuyệt đối không phải nhân loại đi suy Thùng lũng chỗ sâu, tự sơn phong bên trong, một vệt kim quang lướt ra. Sau đó một con kim sắc tiểu mi hầu đột nhiên xuất hiện. Mang gương mặt kích động cùng hưng phấn, lớn tiếng kêu, chúng ta chạy mau. Kia long tộc gia hỏa quá mạnh mẽ, lập tức liền muốn đuổi theo ra tới rồi. Đỗ tiểu yêu, ngươi cái hỗn cầu, ngươi làm cái gì? Đỗ thiếu phủ hét lớn, chuyện trước mắt có thể còn chưa khô hết không ít thiên thú bảng thượng yêu thú có thể nhanh chóng cắn ăn đỗ tiểu yêu tên kia nhưng là quả lại rước lấy phiền phức ta nhanh chân đến trước bắt lại bọn họ bảo vật mà thôi phân ngươi một nửa là tốt rồi chúng ta đi nhanh đi bằng không phiền phức lớn rồi đỗ tiểu yêu hưng phấn tí ti như là bị đuổi giết dạng ngược lại là lộ ra kích động nghĩ vừa mới nhanh chân đến trước bắt bảo vật kia long tộc thanh niên đám người bạo nộ nhớ tới, liền trong lòng thoải mái không ngớt. Trước chờ một chút, giao long lân cùng giao long gân đều là luyện khí trọng bảo. Giao long thịt đại bổ, còn có thanh đầu giao bí có thế nhưng khó cầu a. À. Đỗ thiếu phủ cau mày, trong tay xuất hiện một thanh không tầm thường trường đao. Một đao chém hạ thanh đầu giao đầu lâu, lấy ra rồi gân rồng Góp nhặt không ít giao long lân phiến, tối hậu cắt lấy không ít giao long thịt vội vã bỏ vào càn khôn đại trung. Tam thiếu, nhiều lấy chút thịt bằng không chờ một hồi không đủ ăn. Tiểu hổ yếu ớt nói, thanh đầu giao thịt, vậy hẳn là tuyệt đối là tốt. Còn có con kia gấu hùng trưởng, ca ca ta muốn ăn kia chấn thiên hùng hùng trưởng. Đỗ tiểu thanh mắt nhìn thời khắc này bị trọng thương trị lạc ở phía xa chấn thiên hùng. Nước miếng đều phải chảy ra, chính nàng là phi cầm thân thể. Cho nên sẽ không muốn ăn kia thượng cổ long ưng ta nghĩ kia thượng cổ viêm mãng thịt cần phải đông ly thanh thanh cũng là nhiều hứng thú hắn trước đây cũng là ăn xong đỗ thiếu phủ thịt nướng thời khắc này nhớ tới còn có chút ám tự chảy nước miếng nghe đỗ tiểu thanh đông ly thanh thanh còn có tiểu hồ trấn thiên hùng chờ yêu thú mắt lộ ra hoảng hốt này trước mắt vài người rốt cuộc là lai lịch gì thời khắc này bọn họ đều là có một loại ảo giác như là kia mấy cái mới thật sự là hung tàn yêu thú, bọn họ chỉ nhân loại mà thôi. Không còn kịp rồi, chạy mau. Đỗ thiếu phủ hét lớn, trắng đỗ tiểu thanh cùng tiểu hổ, đông ly thanh thanh một cái. Thu lên thanh đầu giao cự đại đầu lâu cùng không ít giao long thịt sau. Lập tức bắt chuyện mọi người rời đi. Đã cảm thấy xa xa có không ít đáng sợ khí tức bạo phát mà tới. Siêu siêu. Sau đó đông ly thanh thanh, đỗ tiểu yêu, đỗ tiểu thanh tiểu hổ chính là đều là lập tức lướt thân rời đi. Cấp ta nhớ cho kỹ, tiểu gia đỗ thiếu phủ, nhân xưng ma vương, không ưa nhất long tộc. Lần này trước thu một điểm lợi tức. Theo thân ảnh rời đi, đỗ thiếu phủ thanh âm cuồn cuộn quanh quần tại thung lũng tứ phương. Đỗ thiếu phủ, ma vương đỗ thiếu phủ, nguyên lai là hắn, khó trách như vậy hung tàn. Đồn đãi ma vương đỗ thiếu phủ thế nhưng giết rồi thiên đao tông tiết thiên chảm cùng không ít đệ tử tận mắt nhìn thấy thật là hung tàn a à. bốn phía quần hùng ngạc nhiên kinh hãi bọn họ coi như là hôm nay mở rộng tầm mắt rồi không hổ là có ma vương tên chúng ta chạy mau kia long cửu thái tử bọn họ đi ra sợ là sẽ phải bão nổi đại khai sát giới lập tức bốn phía quần hùng chung có nhân hồi thần lại từng cái một lập tức bắt đầu bạo lui chỉ sợ một hồi kia long cửu thái tử sau khi ra ngoài sẽ đại khai sát giới bọn họ đến lúc đó tự xui xẻo rồi. Đoạt ta linh dược, giết người của ta, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta long cửu tất nhiên đưa ngươi băm thành tám mảnh. Thùng lũng chỗ sâu, đáng sợ khí tức bạo phát. Sau đó kinh nhân thanh âm vạn năng như rồng gầm vang vọng cửu thiên, sát ý ngập trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy đạo thân ảnh lướt không xuất hiện. Trước sổ người khí tức hết sức cường đại. Tối trước một người, chính là tại Thiên Hoang Thành Trung Đỗ Thiếu phủ từng gặp phải kia xe kéo. Bên trong Long tộc Mặc Thanh sắc chiến y thanh niên. Chương 1035, 1040, không sợ cùng thế hệ. Chương 1040, không sợ cùng thế hệ. Hai canh giờ sau, Mênh Mông quần sơn bên trong, vách núi treo leo bên trong. Đỗ Thiếu phủ mang Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hồ, Đỗ Tiểu Yêu ba cái tại đông ly thanh thanh chấn kinh trong tròng mắt tiến nhập tử lôi huyền đỉnh. Sau đó lần thứ hai tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong. Đỗ thiếu phủ tự tin có thể chạy trốn kia long tộc thanh niên đám người đuổi bắt. Theo đỗ tiểu yêu trong miệng, đỗ thiếu phủ biết được kia long tộc thanh niên bên cạnh. Cũng không thiếu thú tộc đỉnh phong thanh niên đồng lứa cùng không ít chiến bộc cường giả. Vô cùng khó chơi. Thần lôi đỉnh, vừa mới lẽ nào chính là thần lôi đỉnh? Đông ly thanh thanh tại hoang cổ không gian bên trong còn rung động trong lòng. Nàng nhận ra thần lôi đỉnh, tộc trung có không ít đối với thần lôi đỉnh tư liệu. Người cũng biết thần lôi đỉnh sao, kia đích thật là thần lôi đỉnh. Đỗ thiếu phủ đối với đông ly thanh thanh mỉm cười, không có dấu diếm. Hai người ban đầu ở hắc ám xâm lâm bên trong liền đồng cam cộng khổ qua lâu như vậy kia phần lúc trước tín nhiệm, lúc này ở đỗ thiếu phủ trong lòng không giảm mà lại tăng. Tự nhiên là không có gì không thể tín nhiệm. Thần lôi đỉnh phải có cửu tôn, cửu châu phía trên từng người một tôn. Đồn đại lúc trước có coi là cường giả đỉnh cao sở phóng, chính là chấn thủ cửu châu sử dụng. Đông ly thanh thanh nhìn đỗ thiếu phủ, ánh mắt nhưng là ngưng trọng, nói nhỏ. Đồn đãi một khi thần lôi đỉnh xuất hiện, trên đời này liền lần nữa tao ngộ đại kiếp nạn khó trách gần nhất những thứ kia tộc cũng bắt đầu có rồi động tĩnh, sư phụ đề cập tới. Xem ra có đại kiếp nạn sắp đến. Quản nó cái gì đại kiếp nạn hàng lâm, ta hiện tại đầu muốn tìm được tử quỷ lão cha. Đỗ thiếu phủ nói nhỏ, như vậy rêu rao đối phó long tộc người. Chỉ ít có thể ảnh hưởng một chút long tộc. Hiện tại long tộc đang toàn lực tìm tử quỷ lão cha. Đỗ thiếu phủ hy vọng cấp tử quỷ lão cha giảm thiểu một điểm áp lực. Long tộc người nếu là muốn đối phó bản thân, dĩ nhiên là muốn phân tán lực lượng. Người như vậy trêu chọc long tộc là muốn nhân cơ hội tìm được cha ngươi chứ? Đông ly thanh thanh nhìn đỗ thiếu phủ, hắn cố ý đối với kia thanh đầu giao xuất thủ. Trêu chọc long tộc chính là biết mục đích của hắn, trong suốt song mâu khẽ động, nói. Nhưng này long tộc gia hỏa tuyệt đối là không dễ chọc. Bất quá cũng may long tộc lão nhân cũng sẽ không xuất hiện ở thiên hoang đại lục bên trên ý tứ của ngươi kia long tộc đầu tới rồi kia long cử một cái đỗ thiếu phủ nghe vậy có chút vô cùng kinh ngạc trêu chọc long tộc ngoại trừ muốn phân giải tử quỷ lão cha áp lực ở ngoài cũng muốn thừa dịp long tộc tìm hiểu nguồn gốc tìm được tử quỷ lão cha như vậy so lên tự mình một người không có đích tìm phải tốt hơn nhiều mặt khác đỗ thiếu phủ càng là muốn để cho mình tên truyền ra cũng tốt nhượng tử quỷ lão cha biết được đến lúc đó có thể tìm được bản thân kia đến hẳn không phải là chỉ long tộc người tới, cũng sẽ là trẻ tuổi, lấy long tộc ngạo khí. Làm sao sẽ xuất hiện lão nhân mà đến? Dù sao nhân tộc chung những thứ kia cường giả cấp cao nhất. Cũng là không dám động long tộc trung nhân. Đông ly thanh thanh nhìn đỗ thiếu phủ, âm thầm thở dài. Tiệt sắc trên dung nhan lộ ra có chút cười khổ, nói, chỉ cha ngươi là cái ngoài ý muốn. Ngươi cũng vậy, quản chi cái rắm không có lão nhân là tốt rồi nghe vậy đỗ thiếu phủ nhất thời lộ ra vui vẻ cùng thế hệ bên trong thật đúng là không sợ kia long cửu rồi bất quá kia long cửu cũng có chút sâu không lường được sợ là khó đối phó chớ xem thường kia long cửu hắn tu vi thực lực thế nhưng cực mạnh ta coi như là toàn lực làm cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong đông ly thanh thanh đối với đỗ thiếu phủ dịu dàng cười nói nói tu vi của ngươi thực lực hiện tại đến loại tầng thứ nào tình trạng Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời nhìn Đông Ly Thanh Thanh hỏi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Đông Ly Thanh Thanh khí tức trên người nhượng hắn khó mà theo dõi mà ra. Mới đến bỉ ngạn võ tôn đỉnh phong không lâu sau mà thôi. Còn không biết lúc nào mới có thể viên mãn. Đông Ly Thanh Thanh nói nhỏ. Bỉ ngạn võ tôn đỉnh phong. Đỗ thiếu phủ nhất thời ám tự chất lưỡi kinh ngạc nhìn về Đông Ly Thanh Thanh. Ta và ngươi không giống nhau, ta chiếm được rồi tộc trung không ít lưu lại chỗ tốt. Cho nên mới có thể đạt đến trình độ như vậy, trên đời này cũng không thiếu đại tộc. Cùng với Long tộc, Phượng hoàng tộc cũng không thiếu thượng cổ yêu thú tộc trung trẻ tuổi. Tu vi tại trên ta, phỏng chừng tất nhiên không ít. Bọn họ tộc trung nội tình càng cường ta phải càng thêm nỗ lực. Đông Ly thanh thanh nói, có tộc trung nội tình, quả nhiên là không giống nhau những yêu thú đó đại tộc cùng lánh đời đại tộc. So lên cổ thiên tông chờ tới không thể nghi ngờ là càng cường. Đỗ thiếu phủ nhẹ giọng trầm ngâm, có tộc trung nội tình chống đỡ, hậu bối đường tu hành. Nhưng là phải nhiều buông lỏng. Người bây giờ rất mạnh, người không hề đạo uẩn chống đỡ, hôm nay tu vi. Nhưng là người bình thường theo không kịp. Đông ly thanh thanh ám tự chấn động. Đỗ thiếu phủ hung hãn cùng biến thái nàng trong lòng hiểu rõ. Lúc trước diệt rồi kia Tiết Thiên Tràm, nàng nhìn ra được hắn chưa từng dùng qua chân chính toàn lực. Coi như là hiện tại nàng nếu như cùng hắn đánh một trận, Đông Ly Thanh Thanh không có bất kỳ nắm chặt có thể thắng lợi. Ta không hề đạo uẩn chống đỡ, ta một đường tôi luyện mà đến. Gặp phải hiểm cảnh vô số tại sống chết trước mắt du tàu quá vô số chuyến. Con đường này là tự ta đi ra, ta không sợ cùng thế hệ đỗ thiếu phủ khẽ ngẩng đầu xong mâu lộ ra kim sắc tinh mang sau đó nhìn đông ly thanh thanh nói ta muốn luyện hóa thể nội thanh đầu giao tinh huyết một đoạn thời gian này hoang cổ không gian bên trong thời gian đầy đủ chúng ta nán lại thương thế của ngươi cần phải còn có chút không có khỏi hẳn nhân cơ hội thổ nạp khôi phục đi một lát sau đỗ tiểu yêu đỗ tiểu thanh tiểu hồ đông ly thanh thanh thổ nạp điều tức đặc biệt đỗ tiểu yêu toàn thân bao quanh kim mang sau lưng sơn phong phù văn hư ảnh diễn biến, diễn sinh, khí tức giống như thiên địa sơ khai. Đoạn thời gian này, đỗ tiểu yêu lấy được chỗ tốt thế nhưng không ít. Sau đó, đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng Bắt đầu luyện hóa thể nội thanh đầu giao tinh huyết tới tiếp tục tu luyện kim sĩ sí đại bàng điều. Luyện thể chi pháp tầng thứ hai phạt cốt tẩy tùy. Kim sĩ sí đại bàng điều luyện thể chi pháp tầng thứ nhất tôi luyện kim vũ cần lợi dụng linh dược tôi luyện thân thể đỗ thiếu phủ đã sớm tu luyện thành công tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy cần dùng chỉ ít thiên thú bảng thượng yêu thú tinh huyết lấy yêu thú tinh huyết nội uẩn hàm tối vi năng lượng cuồng bạo tới phạt cốt tẩy tủy mấy năm nay các loại kỳ ngộ hạ đỗ thiếu phủ thân thể một mực tăng cường chưa bao giờ đình chỉ qua thân thể trở nên càng ngày càng khủng bố này loại thân thể khủng bố, đều là tại đỗ thiếu phủ chiếm được cái khác cơ duyên bên trên. Mà ở kim xí đại bàng điểu luyện thể chi pháp tầng thứ bên trên. Đỗ thiếu phủ vẫn như cũ còn lưu lại tại luyện thể chi pháp tầng thứ hai phạt cốt tẩy tùy tình. Chẳng, đỗ thiếu phủ trước đây dùng qua thiên thú bảng thượng yêu thú tinh huyết phạt cốt tẩy tùy. Nhưng này số lần phạt cốt tẩy tùy. Cũng không phải nói đỗ thiếu phủ thành công đột phá luyện thể chi pháp phạt cốt tẩy tùy chẳng qua là những yêu thú đó tinh huyết tiến hành thuận lợi rồi số lần phạt cốt tẩy tủy mà thôi số lần thiên thú bảng thượng yêu thú tinh huyết phạt cốt tẩy tủy còn xa xa không đủ tu luyện thành công phạt cốt tẩy tủy cấp bậc này nghe đông ly thanh thanh đặc biệt biết được đông ly thanh thanh tu vi còn có kia long tộc thanh niên tu vi làm cho đỗ thiếu phủ càng thêm biết bản thân phải biến đổi đến mức càng cường mới được tại trung châu phía trên đỗ thiếu phủ đoán chừng bản thân coi như là cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân thế nhưng tại chỉnh cái cửu châu còn có thú vực yêu giới còn có những thượng cổ đó thú tộc lánh đời thế lực trong đại tộc những thứ kia cùng thế hệ tu vi càng là đáng sợ bắt đầu hoang cổ không gian bên trong đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa thể nội thanh đầu giao tinh huyết ngao o o sơ đăng thú tôn tầng thứ thanh đầu giao tinh huyết nội uẩn hàm chính là bành trướng năng lượng kinh khủng, theo đỗ thiếu phủ luyện hóa. Trong lúc mơ hồ có giao long tiếng gầm gừ tự đỗ thiếu phủ trong cổ họng truyền ra. Trường 1036, 1041 tái ngộ mạch hồn. Trường 1041 tái ngộ mạch hồn. Ào ào, bành trướng bằng bạc cuồng bạo năng lượng tại đỗ thiếu phủ thể nội sông tới khuếch tán tại ngũ tạng lục phủ thẩm thấu gân cốt cơ thể cùng tế bào như là vạn thú ở trong người bôn tàu muốn đem đỗ thiếu phủ thân thể toàn bộ phá hủy năng lượng cuồng bạo trùng kích nếu là đổi thành khác sơ đăng võ tôn tu vi sợ là tại chỗ liền bạo thể mà chết bất quá đỗ thiếu phủ nhưng là ngoại lệ vẫn là thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn trình độ hạ sơ đăng thú tôn tầng thứ thanh đầu giao tinh huyết đối với này thời gian đỗ thiếu phủ thân thể tới nói kia năng lượng cuồng bạo trùng kích đã sớm không tạo được tổn thương gì rồi sau một lát đỗ thiếu phủ quanh thân từ từ chính là có quang mang từ bên trong ra ngoài lan tràn ra hào quang óng ánh kèm theo phù văn lấp lóe lộ vẻ phiền phức ảo diệu mà những phù văn quang mang tối hậu vô cùng huyền diệu hóa thành một cái thanh đầu giao hư ảnh như ẩn như hiện xoay quanh tại đỗ thiếu phủ trên người Thời gian từ từ đi qua, đỗ thiếu phủ đem thanh đầu giao tinh huyết bên trong bàng bạc năng. Lượng luyện vào đến mỗi một tia huyết nhục cốt cách cùng trong tế bào. Lấy thanh đầu giao tinh huyết trung cuồng bạo năng lượng. Trùng kích cọ rửa dấu ở cốt cách cốt tủy bên trong tạp chất tẩm bổ thân thể, hai bút cùng vẽ. Đỗ thiếu phủ lúc này ở cực tẫn phạt cốt tẩy tùy. Thiên hoàng đại lục bên trên, ma vương đỗ thiếu phủ tên bắt đầu vang vọng tứ phương thiên đao tông khắp nơi treo giải thưởng truy sát ma vương đỗ thiếu phủ đồng thời có tin tức truyền ra long tộc long cửu thái tử bạo nộ cũng đang hạ lệnh hết thầy thú tộc đang tìm đỗ thiếu phủ kia ma vương đỗ thiếu phủ thật đúng là rất cường hãn a à. giết rồi thiên đao tông tiết thiên chảm còn dám động long tộc người người cũng không có nghe nói đi nghe nói kia ma vương đỗ thiếu phủ Nuốt sống thanh đầu giao huyết nhục, hung tàn đáng sợ, không hổ là ma vương. Không có như vậy hung tàn đi, là người hay là yêu thú A. Gần nhất thế nào cũng không có Đỗ Đình Hiên tin tức. Nghe nói chỉ có Đỗ Đình Hiên chiếm được cùng thần lôi phủ đệ liên quan chi vật A. Thiên hoàng đại lục bên trên nghị luận ẩm ý, cửu châu, thú vực. Yêu giới chờ khắp nơi cường giả. Còn chính đang không ngừng trào tiến thiên hoang đại lục bên trong gần nhất thiên hoang đại lục bên trên cũng là phân tranh không ngừng thỉnh thoảng có không ít thế lực rằng co đại chiến cái này cũng là chuyện khó tránh khỏi thiên hoang đại lục bên trên bản thân liền là một chỗ man hoang chi đĩa khắp nơi đều có hiểm cảnh một khi bị xa vào đừng nói là võ tôn cảnh từng kinh chuyện nói ngay cả võ vực cảnh kia trong truyền thiết cường già đã từng hao tổn qua bát ngát thiên hoang đại lục bên trên còn có cực tẫn viễn cổ thời điểm lưu lại thần bí cổ trận tục truyền thiên hoang đại lục bên trên còn có man hoang yêu thú tồn tại chúng nó cũng là yêu thú chỉ chưa bao giờ từng ly khai thiên hoang đại lục diễn sinh vô số năm có chút man hoang yêu thú chủng tộc càng là trở thành nhân vật đáng sợ này một mảnh chưa từng có bao nhiêu người đặt chân qua man hoang chi địa cất giấu vô số bảo tàng, nói là còn có đông đảo bí cốt thiên tài địa bảo ở trong đó. Còn có nghe đồn, đã từng có trí cường già tại thiên hoang đại lục bên trên đi qua. Ở mảnh này man hoang cả vùng đất, vãi hạ đông đảo bảo vật. Mà lần này xuất hiện thần lôi phủ đệ dấu hiệu. Càng là đủ để kinh động hết thảy thế lực đến đây tìm tòi hư thực. Có người muốn tình thế bắt buộc. Thần lôi thiên thánh, đó là lúc trước trên đời này tối vi cường giả đứng đầu chi nhất hắn lưu lại đủ để ảnh hưởng một vùng thế giới. Thiên hoàng đại lục lần trước khắc khắp nơi phân tranh, các loại tranh đoạt không ngừng. Đặc biệt tại trẻ tuổi trung, trào ra vô số thanh danh hiển hách tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít trẻ tuổi, chính là chiến gia uy danh hiển hách. Bọn họ là lúc này đây thần lôi phủ đệ tranh đoạt tối cường tồn tại. Long tộc thứ 9 Thái tử Long Cửu. Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi. Chữ Châu Bách Lý Vô Nhai. Thương Châu Mộc Kiếm Thần, Lôi Châu Mộc Thanh Ca, Quyển Châu Hoa Tử Mạch, Việt Châu Phong Vô Tà, Vân Châu Nhạc Chính Đồng Huyên. Những người trẻ tuổi đồng lứa đều là thời gian ngắn tại thiên hoang đại lục bên trên chiến gia. Uy danh hiển hách, phần phật, hoang cổ không gian bên trong, đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng, quanh thân có kim mang lan tràn. Phủ văn chớp động. Nhìn xa xa, như thực chất là một con kim xí sí đại bàng xoay quanh tại đỗ thiếu phủ sau lưng. Bá đạo khiếp người, đủ để cho vạn thú phủ phục. Thời khắc này đỗ thiếu phủ lõa lồ trên da, mang từ kim chi sắc, óng ánh sáng long lanh. Phạt cốt tẩy tủy hạ, lần nữa để thăng thân thể. Trước lúc này, ban đầu ở luyện thể pháp môn tầng thứ nhất tôi luyện kim vũ phía trên. Đỗ thiếu phủ do vận may run rủi, càng là tu luyện đến tính là lá chân chính kim xí sí đại bàng. Cũng khó mà đạt tới chân bằng chi cảnh thân thể kéo dài tăng cường, tuy rằng thân thể tăng cường một ít. Đối với Đỗ Thiếu phủ giờ phút này biến thái thân thể tới nói, cũng nhìn không ra cái gì hiệu quả tới, tại tu vi bên trên cũng không có quá lớn tiến bộ. Bất quá thân thể bất kỳ một tia tăng cường mang đến thực chiến chỗ tốt nhưng là kinh người. Chiến lực khủng bố đề thăng là không hề nghi ngờ, căn bản không phải đồng cấp tu vi có thể tương đề tịnh luận. Dựa vào thân thể, vượt cấp đánh chết đối thủ dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ mỗi khi vượt cấp đánh chết đối thủ, đại bộ phận đều dựa vào cường hãn biến thái lực phòng ngự. Phù Văn lấp lóe, lúc này ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ thân thể ống ánh sáng long lanh, sau lưng mái tóc dài màu đen bao vây lấy kim sắc Phù Văn phiêu giật, giống như thần linh một loại lan tràn bá đạo khí tức lại lộ ra cổ lão thần bí. Như vậy cũng không biết quá bao lâu trên người khí tức thu liễm rực rỡ kim sắc quang mang trào vào đỗ thiếu phủ thể nội hô tối hậu một luồng kim mang thu liễm mà vào sau một ngụm chọc khí tự đỗ thiếu phủ trong miệng phun ra đóng chặt xong mâu mở ra một cỗ kim sắc quang mang kèm theo nhàn nhạt lôi quang ầm ầm lướt ra bá đạo khí tức ầm ầm tịch quyển khí tức chấn động chỉnh cái hoang cổ không gian run lên không hề nghi ngờ đỗ thiếu phủ lúc này đây lấy thanh đầu giao tinh huyết lần thứ hai phạt cốt tẩy tùy đoán thể sau thân thể tăng cường thực lực lần nữa tăng cường không ít sơ đăng võ tôn tầng thứ thanh đầu giao tinh huyết hiệu quả quả nhiên không sai đỗ thiếu phủ cảm giác lúc này thân thể cường hãn trình độ nhịn không được lộ ra vui vẻ ngay cả tại tu vi bên trên cũng là tăng tiến không ít thanh đầu giao tinh huyết nội uẩn hàm cuồng bạo năng lượng nhiều ít cũng là tại kim sĩ đại bàng công pháp dưới có một chút hóa thành huyền khí oanh Đột nhiên, hoang cổ không gian bên trong lần thứ hai run lên. Một cỗ đáng sợ khí tức tịch quyển chỉnh cái hoang cổ không gian rung động không ngừng. Một cỗ thiên địa sơ khai, giống như trí tôn khí tức tịch quyển tứ phương. Này khí tức tịch quyển, đỗ thiếu phủ bỗng nhiên biến sắc, lập tức xoay người quan sát mà đi. Hoang cổ không gian nhất phương, một cỗ đáng sợ cảnh sắc cuồng chiếu. Còn như diệu nhật chính tại bộc phát. Đó là đỗ tiểu yêu đang đột phá rồi. Đỗ thiếu phủ sợ hãi than, kia kim sắc phù văn bạo phát còn như rượu nhật. Đó là đỗ tiểu yêu chính đang đột phá rồi. Đỗ thiếu phủ, mau vào ta phù văn thế giới. Đáng sợ kim sắc phù văn quang mang bạo phát, đỗ tiểu yêu thanh âm từ trong truyền ra. Lĩnh ngộ mạch hồn. Đỗ thiếu phủ sắc mặt đại hỷ, lúc trước cùng đỗ tiểu yêu tương liên. Biết có thể làm cho mạch hồn được cái gì dạng thật là tốt chỗ, lúc trước kia tiết thiên trảm chính là tại mạch hồn lĩnh ngộ bên trên có không tầm thường thành tựu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết thần sắc cũng nghiêm túc lên. Cùng Đỗ Tiểu Yêu tương liên, cần tuyệt đối tín nhiệm, cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ câu thông mạch hồn, kim sắc phù văn lập tức dũng động. Ngưng tụ thành một ngọn núi hư ảnh lan tràn mà ra. Theo Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn ngưng tụ mà ra, lập tức cùng tiểu yêu lan tràn mà ra trói mắt kim sắc quang mang dung hợp tại nhất thể. Kim quang bạo phát trong mơ mơ màng màng. Đỗ thiếu phủ chính là cảm giác tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Không gian này bên trong từ tối một mảnh, giống như hỗn độn sơ khai. Trường 1037, 1042, 8 viên linh quả. Trường 1042, 8 viên linh quả. Này từ mông mông không gian bên trong chỉ thấy một tòa khổng lồ ngũ chỉ sơn quang mang chói mắt như kim sắc rượu nhật trên không còn đang không ngừng biến ảo diễn sinh diễn hóa ngừng tụ ngũ chỉ sơn còn như bị giao phó sinh mệnh kinh khủng uy năng lan tràn uy áp trấn áp một phe này từ mông không gian hoang cổ không gian bên trong lần thứ hai ngồi xếp bằng đỗ thiếu phủ quanh thân sau đó bao phủ tại một mảnh kim mang chói mắt bên trong có một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh ở sau lưng diễn sinh, diễn hóa, ngưng tụ. Này sinh mù mịt linh khí, hào quang lan tràn, phát ra tiếng sấm nổ. Kia từng đạo phù văn biến hóa, đều là lộ ra nào đó một loại thiên địa bản nguyên lực lượng. Thời khắc này, đỗ thiếu phủ sau lưng sơn phong hư ảnh diễn sinh cùng diễn hóa biến hóa. Cùng kia tử mông bên trong không gian sơn phong hư ảnh diễn hóa biến hóa giống nhau như đúc. Hai người một khối, biến hóa vô cùng đỗ thiếu phủ đắm chìm rồi mạch hồn lĩnh ngộ bên trong. Sau lưng mạch hồn sơn phong hư ảnh bên trên khí tức càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng khủng bố. Đỗ thiếu phủ mạch hồn đang lột xác, đang nhanh chóng tiến bộ. ầm ầm chỉnh cái hoang cổ không gian lúc này đều thụ ảnh hưởng. Không gian run dày kịch liệt ầm ầm tiếng động, hạo đẳng khí tức tịch quyền. Phù văn lấp lóe trói mắt, vô cùng vô tận tia sáng trói mắt bộc phát ra. Đỗ tiểu yêu quanh thân bao phủ quang mang càng ngày càng trói mát. Uy năng giống như là muốn trấn áp phá hủy này hoang cổ không gian. Thật mạnh uy áp, hoang cổ không gian bên trong, đông ly thanh thanh, đỗ tiểu thanh. Tiểu hồ ba người đã sớm bị thức tỉnh mà đến, nhìn thời khắc này kia bạo phát kim quang. Ngay cả đông ly thanh thanh ánh mắt vì đó chấn kinh. Rốt cục tại ba người trong ánh mắt khiếp sợ kim sắc quang mang bên trong có sóng gợn mạnh mẽ còn như bão táp phun trào sau ở đó trói mắt kim sắc phù văn quang mang chung sơn phong nhúc nhích hóa thành một con cự đại kim sắc viên hầu ngao o o kim sắc viên hầu rít gào toàn thân đều là kim sắc phù văn lấp lóe thân thể óng ánh sáng long lanh sinh cơ bừng bừng câu thông thiên địa cho người ta một loại thiên địa sơ khai vạn vật mới bắt đầu cảm giác này lúc đỗ thiếu phủ sau lưng mạch hồn vẫn như cũ cùng sơn phong diễn sinh viên hầu tương liên cũng trầm tĩnh tại một loại kỳ lạ huyền diệu bên trong không gian đỗ thiếu phủ cảm giác mình lúc này cũng ở đây lột xác như là trải qua luân hồi lĩnh ngộ tân sinh không nói ra được huyền diệu hưởng thụ còn như niết bàn đang lột xác loại cảm giác này đỗ thiếu phủ lúc trước đã từng cùng đỗ tiểu yêu tương liên bên trong cảm ngộ qua, nhưng lần này không thể nghi ngờ là càng thêm cường liệt. Đỗ thiếu phủ sau lưng ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh. Sau đó cũng ở đây bắt đầu biến hóa như là có sinh mệnh đang thức tỉnh. Kia kim sắc phù văn lấp lóe giống như là muốn hóa thành vật sống. Có trong lúc mơ hồ một con kim sắc viên hầu hư ảnh tại biến hóa. Đến cuối cùng một mực khó mà chân chính hóa hình mà ra. Gì, Đông ly thanh thanh ở phía xa ngắm nhìn, nhìn đỗ thiếu phủ sau lưng sơn phong hư ảnh biến hóa. Tinh linh trên mặt có kinh dị chi xác Thanh thanh tịt ca ca mạch hồn tựa hồ đang lột xác. Đỗ tiểu thanh cảm thấy kia mạch hồn biến hóa, nhẹ giọng đối với đông ly thanh thanh hỏi. Nhân loại tu luyện giả đến võ tôn cảnh. Mạch hồn theo thông linh, sẽ tới, hóa linh, tình trạng. Hóa linh, tình trạng cũng có mấy cái tầng thứ, đệ nhất vi, đắp nạn mạch hồn thân nhượng mạch hồn sản sinh linh trí chí chân chính hồi phục thức tỉnh ca ca ngươi bây giờ mạch hồn cũng nhanh đến bước thứ hai mạch linh hóa thần trình độ trình độ này có thể làm cho mạch hồn chân chính trở thành vật sống nói như vậy siêu phàm tầng thứ võ tôn có thể đạt đến trình độ như vậy đã là ghê gớm bởi vì mạch hồn mạch linh hóa thần trên cơ bản đều là hỗn nguyên võ tôn tu vi tượng trưng đông ly thanh thanh đối với đỗ tiểu thanh giải thích nói kia ca ca hiện tại có thể đạt đến mạch linh hóa thần tình trạng sao? Đỗ Tiểu Thanh có chút khẩn trương, đầu ngón tay nắm quyền. Hy vọng ca ca mạch hồn có thể tiến một bước dài. Hẳn là rất khó, này đã rất khủng bố rồi. Đông ly thanh thanh mắt nhìn đỗ thiếu phủ sau lưng mạch hồn biến hóa. Song mâu mang có chút chấn động, sau đó tiếp theo nói với đỗ tiểu thanh. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ca ca ngươi giết kia tiết thiên chảm sao? tên kia mạch hồn chính là gần đến, mạch linh hóa thần, tình trạng. Đại biểu cho hắn đích xác có không gì so nổi thiên tư, đủ để chấn động nhân tâm. Ca ca ngươi tu vi so hắn còn thấp hơn. Mạch hồn hiện tại vậy cũng sẽ không tại lúc trước tiết thiên trảm chi hạ rồi. Này nếu như truyền ra ngoài, đầy đủ hù chết không ít người rồi. Ào ào, kinh người ba động hoang cổ không gian bên trong. Kim sắc viên hầu óng ánh sáng long lanh thân thể còn đang tiếp thu lúc này bốn phía trào tiến tới tới thiên địa năng lượng tẩy lễ kinh khủng khí thế bạo phát như là có thể quét ngang tứ phương trấn áp hết thảy thật lâu sau phô thiên phù văn không ngừng tràn vào kim sắc viên hầu trong thân thể song mâu linh động còn như trời sinh linh đồng cúi ngắm hết thảy thật là đáng sợ yêu tôn xích khảo mã hầu thiên địa chí tôn đông ly thanh thanh hiện lên lên rung động gợn sóng kia kim sắc viên hầu khí tức trong người quá mức đáng sợ, xích hào mã hầu. Đó là trong thiên địa này tối vi nhân vật đáng sợ chi nhất. Tối hậu, đem hết thảy thở bình thường lại, kim sắc viên hầu quanh thân kim quang dạng rỡ Trên đầu lông tóc sắc thái sặc sỡ, quang mang nội liễm. Tiếp tục hóa thành một con trẻ con lớn nhỏ thể tích kim sắc tiểu mi hầu. So lên nguyên lai thân thể hơi đại. Hô! Một ngụm trọc khí tự đỗ tiểu yêu trong miệng phụt lên mà ra, rung động không gian. Song mâu mở ra, thâm thúy kim sắc song đồng bên trong. Đạm kim sắc ánh mắt khiến người ta không thể phỏng đoán, tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Càng là lộ ra một loại tôn quý khí phách. Đỗ tiểu yêu, người đột phá tôn cấp rồi. Đỗ tiểu thanh tiến lên, không linh song mâu chờ đỗ tiểu yêu hỏi. Đỗ tiểu yêu thật dài dày đặc lông mi hơi quyển thượng bao trùm tại thâm thúy đạm kim sắc nhãn mâu bên trên, song đồng chuyển động, nói. Gần nhất lấy được chỗ tốt không ít cho nên mới có thể đột phá, người nên cũng sắp. Ta còn kém một chút cơ hội, bất quá vậy cũng sắp rồi. Đỗ Tiểu Thanh nói, gần nhất tại thiên hoang đại lục bên trên nhìn thấy nhiều như vậy cường giả. Để cho trong lòng đối với đột phá càng ngày càng khát vọng, thực lực quá yếu, gặp gỡ nguy hiểm. Chỉ biết trở thành ca ca chói buộc còn chưa hảo sao đỗ tiểu yêu sau đó kia linh động xong đồng liền nhìn về cách đó không xa đỗ thiếu phủ mi tâm có nhàn nhạt một tia kim sắc ấn ký giống như hỏa diễm lấp lóe tối hậu để lại một tia thiền cạn ấn ký chân mày hơi nhếch lên sau đó lộ ra vui vẻ nói nhỏ tựa hồ tiến bộ không ít a à. mấy ngày sau đắm chìm lĩnh ngộ bên trong đỗ thiếu phủ rốt cục có rồi dấu hiệu thức tỉnh chỉ sau lưng mạch hồn tối hậu cũng không có, mạch linh hóa thần thành công. Phần Phật, bốn phía kim sắc quang mang thu liễm. Sơn phong hư ảnh hóa thành phù văn chui vào trong thân thể. Hết thầy thu liễm ẩn vào thể nội tiêu thất. Hô, theo yết hầu theo trong bụng học ra một ngụm chọc khí, đỗ thiếu phủ đóng chặt xong mâu mở ra. Trong hai con người đạm kim sắc quang mang mang lôi quang lấp lóe sau từ từ nội liễm. Hóa thành sáng sủa mạch hồn lĩnh ngộ tiến bộ kinh người sợ nếu như truyền ra ngoài đầy đủ hù chết không ít người rồi đông ly thanh thanh bước liên tục tiến lên dịu dàng cười tinh linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt song mâu mang chấn động ta phải nhiều tạ đỗ tiểu yêu đỗ thiếu phủ mỉm cười lúc này đây tại mạch hồn bên trên tiến bộ đích thật là phải nhiều tạ đỗ tiểu yêu tương trợ hắc hắc biết là tốt rồi Đỗ Tiểu Yêu nhảy tới Đỗ Thiếu phủ đầu vai, mi hầu trên móng vuốt. Sau đó không biết từ nơi này móc ra một cây mấy thước dài linh đằng, kia linh đằng bên trên. Có tám viên sán lạn tử sắc linh quả. Phần phật, linh quả đều là to bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng là nhộn nhạo làm cho thời khắc này đỗ thiếu phủ tâm thần khí tức ba động. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, ý muốn muốn dẫn người cắn một cái. Nhìn kia linh đằng bên trên tám viên sán lạn tử sắc linh quả. Đỗ tiểu yêu sớm chính là nước dãi muốn tích rồi. Này hình như là, nhìn đỗ tiểu yêu trong tay linh đằng bên trên kia bảy viên sán lạn tử sắc linh quả. Đỗ thiếu phủ ánh mắt sau đó run lên, ánh mắt đều nhanh muốn chừng ra ngoài rồi, nói. Bát tinh tử linh quả, này bát tinh tử linh quả. Đây chính là bát tinh tử linh quả, đây chính là trọng bảo, đồn đại bát tinh tử linh quả. Có thể tăng cường linh hồn, tôi luyện nguyên thần đối với bát tinh Niết Bàn Linh Phù Sư cùng Niết Bàn Võ Tôn Tu Vi tới nói đều là bảo vật. Đối với bát tinh Linh Phù Sư cùng Võ Tôn, càng là trọng bảo. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Tiểu Yêu trong tay bát tinh tử Linh Quả, rất là vô cùng kinh ngạc. Đây chính là trọng bảo trung bảo vật, bất kỳ có thể tăng cường nguyên thần linh hồn linh dược. Vậy cũng là thưa thất chân quý. Huống chi này bát tinh tử Linh Quả hay là đối với võ tôn cùng bát tinh linh phù sư tầng thứ đều cũng có tác dụng cực lớn. Nói giá trị liên thành đều là không đủ để hình dung kỳ chân quý trình độ. Lẽ nào đây là ngươi tại kia bên trong cốc đoạt kia long cửu linh dược. Đỗ Thiếu phủ hít thở sâu một cái, bình phục một cái tâm tình, nhìn đầu vai Đỗ Tiểu Yêu hỏi. Hắc hắc, Đỗ Tiểu Yêu cười hắc hắc, lộ ra một bộ tôn quý vương giả hình dạng, lộ vẻ lão khí hoành thu. Nói, đó là đương nhiên, nói đến tìm linh dược, ta thế nhưng so lên bọn họ mạnh hơn nhiều. Này bắt tinh tử linh quả có một con lợi hại man thú đang bảo vệ. Long Cửu bọn họ liên thủ mới đem áp chế đẩy lùi, ta vừa vặn nhân cơ hội cầm đã đi. Chẳng qua tối hậu bị bọn họ phát hiện. Chương 1038, 1043, cách thủy canh thịt nướng. Chương 1043, cách thủy canh thịt nướng. Đỗ thiếu phủ nhìn chăm chăm đỗ tiểu yêu. Có thể tưởng tượng đến kia long cửu đám người tân tân khổ khổ muốn muốn bắt hạ bát tinh tử linh. Quả tối hậu nhưng là bị đỗ tiểu yêu hoành không cướp đi sau biểu tình. Sợ là ngay lúc đó khuôn mặt thần sắc nhất định rất ưa nhìn. Tổng cộng 8 viên, chúng ta 5 người, một người một quả, còn lại 3 viên, đều cho ta đi. Đỗ tiểu yêu nước dãi ướt át sổ mọi người, tâm tư sớm chính là tại bát tinh tử linh quả lên nếu không phải là lúc trước cảm thấy đột phá sợ là này bắt tinh tử linh quả sớm đã bị cắn nuốt hết phá sản ngoạn ý đỗ thiếu phủ gõ đánh đỗ tiểu yêu một cái nói phục hạ nhất miếng thì tốt rồi còn lại ba viên lưu theo ta được biết loại này thiên tài địa bảo phục dùng nhiều cũng vô dụng chỉ có quả thứ nhất hiệu quả tốt nhất dùng nhiều coi như là lãng phí ta lại không nói lưu cấp ta bản thân ăn còn có âu dương sảng đỗ tiểu mạn tư mã mộc hàm có thể lưu cho các nàng ăn đỗ tiểu yêu giận dữ nhìn chằm chằm đỗ thiếu phủ quát rất là vì mình cảm giác được ủy khuất hắc hắc coi như ngươi có lương tâm đỗ thiếu phủ vuốt cái ót ngượng ngùng nhìn đỗ tiểu yêu sau đó thay đổi trọng tâm câu chuyện nói ngươi đoạt được bát tinh tử linh quả coi như thế nào đem linh đằng cũng cho lột xuống lưu lần sau hái thật tốt thật ngu xuẩn loại này thiên tài địa bảo ngươi cho rằng là phàm gian quả thù mỗi niên đều có thể nở hoa kết trái a à. đỗ tiểu yêu lão khí hoành thu nhìn chằm chằm đỗ thiếu phủ trắng bạch kim sắc song đồng nói huống chi này linh đằng cũng là bảo vật a à, sau khi phục dụng cũng có không nhỏ hiệu quả có thể so với tôn cấp đan dược đây đây cũng là bảo vật a à, vậy thật là là không thể lãng phí Đỗ thiếu phủ kinh ngạc, sau đó đại hỉ, mắt lộ ra âm hiểm cười. Đông ly thanh thanh nhìn suy nghĩ trước đỗ thiếu phủ cùng đỗ tiểu yêu hoạt bảo tranh đoạt. Bất đắc dĩ lộ ra mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đối với đỗ tiểu thanh hỏi, tiểu thanh. Đỗ tiểu yêu nói Âu Dương Sảng, đỗ tiểu mạn, còn có tư mã mộc hàm là ai vậy? Sao ca ca đại tỷ, còn có sảng tỷ tỷ ca ca bằng hữu mộc hàm tỷ hình như là ca ca sư chất. Bất quá các nàng quan hệ tựa hồ cực kỳ phức tạp, ta nhìn không thấu. Nhưng các nàng đều đối với ca ca tốt. Đỗ Tiểu Thanh cũng có chút mơ hồ, nhân loại một chút cảm tình quá, nàng có chút choáng váng đầu. Như vậy sao? Đông Ly Thanh Thanh con người động có một chút gợn sóng ba động rất là phức tạp. Chính nàng cũng không biết là vì sao trong lòng sẽ hiện lên lên ba động. Sau đó hoang cổ không gian bên trong, mấy người đều là uống bắt tinh tử linh quả ngồi xếp bằng vận công luyện hóa thu hoạch cự đại chỗ tốt đỗ thiếu phủ lấy thần bí tàn thiên công pháp luyện hóa bát tinh tử linh quả bạch sắc thần mang bao phủ quanh thân khí tức cổ lão mênh mông nhộn nhạo bốn phía đông ly thanh thanh quanh thân bao phủ thanh sắc quang mang sinh cơ bừng bừng làm cho tâm thần người nhộn nhạo mấy người có lẽ chỗ tốt đối với ngoại giới như là quên lập tức mấy ngày sau đông ly thanh thanh xuất trước thức tỉnh quanh thân thanh sắc quang mang nội liễm song màu lộ ra thâm thúy lưu ly động nhân hồn phách ầm theo đông ly thanh thanh thức tỉnh một tiếng trầm thấp năng lượng trầm đục thanh sau đó tự cách đó không xa truyền đến đông ly thanh thanh vội vã ngẩng đầu phía trước xương mù không gian niết có năng lượng bỗng nhiên bạo động lên như là thụ loại nào dẫn dắt phong cuồng ba động không ngớt theo sóng năng lượng phương hướng quan sát mà đi Đông ly thanh thanh trong suốt song mâu nhất thời rơi vào đỗ thiếu phủ trên người. Sau đó vì đó trào ra kinh ngạc, hàm răng khẽ mở, môi đỏ mọng khẽ nhếch xuất kinh ngạc độ cong. Lại sắp đột phá rồi sao? Tại đông ly thanh thanh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thời khắc này đỗ thiếu phủ quanh thân bạch sắc thần bí còn như cái động không đáy. Cắn nuốt bốn phía trào tới thiên địa năng lượng. Những năng lượng này vô cùng hùng hồn, động nhân tâm hồn tại đỗ thiếu phủ quanh thân hình thành một nguồn năng lượng quang hoan liên tục không dứt rót vào thể nội như vậy kéo dài thời gian khoảng chừng chỉ có nửa canh giờ tại đây ở giữa đỗ tiểu yêu bắt đầu thức tỉnh một cỗ mênh mông khí tức tự tiểu mi hầu trong thân thể lan tràn ra khoảng chừng sau nửa canh giờ đỗ thiếu phủ khí tức trên người tại từ từ tiêu tán tụ đến thiên địa năng lượng bắt đầu yếu bớt bạch sắc thần mang đều là tại từ từ trở nên hư ảo nội liễm dậy lên. Đến lúc cuối cùng thiên địa năng lượng tiêu tán, bạch sắc thần mang trào vào cơ thể bên trong thời gian. Đỗ thiếu phủ đóng chặt xong mâu bắt đầu từ từ mở ra. Nhất thời lưỡng đạo giống như thật hóa năng lượng quang mang tự trong mắt kích xạ mà ra. Kỳ ánh mắt khiến người ta nhìn đều là nguyên thần cũng theo đó run rẩy. Hô, trong mắt tinh mang từ từ thu liễm, đỗ thiếu phủ tối hậu một ngụm chọc khí thở ra. Quanh thân không gian trong lúc mơ hồ hiện lên lên một chút vạn vẹo cảm giác. Vô hình chung ánh mắt có thể nhìn xuyên hết thảy. Bát tinh huyền diệu linh phù sư rồi sao? Thanh thúy thanh âm ôn uyển truyền đến, đỗ thiếu phủ khẽ ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy một tiệc lục sắc trang phục đông ly thanh thanh đi tới trên đầu vai đỗ tiểu yêu đứng, song đồng hiện lên kim quang, lộ ra khí chất cao quý. Bát tinh tử linh quả quả nhiên là trọng bảo. Có thể trực tiếp nhượng ta tại linh phù sư bên trên đột phá một tầng. Đỗ thiếu phủ mỉm cười, một quả bát tinh tử linh quả hiệu quả đã là như thế. Nói vậy bị mất tám viên bát tinh tử linh quả kia long cửu. Đối với đỗ tiểu yêu tất nhiên là muốn hận thấu xương rồi. Công pháp của ngươi tự hồ không phải phàm phẩm có thể mức độ lớn nhất hấp thu bát tinh tử linh quả đối với nguyên thần linh hồn thật là tốt chỗ khí tức rất là bất phàm đông ly thanh thanh trong suốt ánh mắt chung có nghi hoặc đỗ thiếu phủ vẫn thúc giục kia bạch sắc thần mang khí tức để cho nàng cảm thấy bất phàm kia bạch sắc thần mang bên trên lan tràn ra khí tức nhìn như bình thản cổ lão mênh mông nhất định không phải phàm vật công pháp này chính là ta trong lúc vô ý đoạt được là vô cùng không tầm thường chỉ tiếc hẳn là tàn thiên ta cũng không biết kỳ lai lịch đỗ thiếu phủ nói với đông ly thanh thanh thần bí công pháp tàn thiên cũng là trong lúc vô ý đoạt được lai lịch vẫn không biết chúng ta ngây người lâu như vậy có đúng hay không nên đi ra đông ly thanh thanh sau đó không có hỏi nhiều lúc trước nàng chính là thấy qua đỗ thiếu phủ này thần bí công pháp thời gian là không sai biệt lắm chờ tiểu thanh cùng tiểu hồ tỉnh lại chúng ta liền đi ra ngoài đỗ thiếu phủ thần sắc nhất thời nghiêm nghị không ít tuy rằng hoang cổ không gian bên trong thời gian có không ít tử quỷ lão cha còn tung tích không rõ khẳng định nguy cơ tứ phía điều này làm cho đỗ thiếu phủ không thể không lo lắng hừm bất quá lúc này đây ngươi tất nhiên muốn càng càng cẩn thận mới tốt ngoại trừ thiên đao tông bên ngoài hiện tại ngay cả long tộc cũng bị ngươi đắc tội đông ly thanh thanh khẽ nhíu mày cũng không khỏi trắng đỗ thiếu phủ một cái người này thật đúng là như trước đây vậy là trời không sợ đất không sợ chủ đỗ thiếu phủ cười cười không nói gì tại hoang cổ không gian bên trong cùng đợi đỗ tiểu thanh cùng tiểu hồ thức tỉnh hai ngày sau hoang cổ không gian bên trong đỗ tiểu thanh cùng tiểu hồ trước sau thức tỉnh hai người tại tinh thần linh hồn bên trên đều là đạt được chỗ tốt to lớn chỉ cũng không có ở tu vi trên có làm thực chất tiến triển suy si cho cùng bát tinh tử linh quả là tại nguyên thần tinh thần linh hồn trên có cự đại chỗ tốt. Mà không phải tại tu vi bên trên, tiểu thanh cùng tiểu hổ vẫn là yêu thú bản thể. Bất quá đỗ tiểu thanh cùng tiểu hổ mặc dù không có thực chất hóa đột phá. Hai người tại về mặt chiến lực thật là tốt chỗ. Nhưng là không nghi ngờ so lên thực chất hóa đột phá mang tới chỗ tốt còn muốn lớn hơn. Khó khăn nhất tăng tiến tinh thần lực tiến bộ. Thế nhưng hết thầy tu luyện giả mong muốn mà có thể tức chúng ta đi ra ngoài đi theo đỗ tiểu thanh cùng tiểu hồ thức tỉnh đỗ thiếu phủ nhãn thần lấp lóe sau đó ly khai hoang cổ không gian tự tử lôi huyền đỉnh bên trong nhảy ra một lát sau mấy người lặng yên xuất hiện ở một mảnh quần phong bên trong quần phong xa xa thỉnh thoảng có thân ảnh lướt không mà qua cũng không có ai sẽ vì đỗ thiếu phủ chờ mấy người lưu lại chuyện không có lợi ở bên trong này cũng sẽ không lại có người làm ca ca kia thanh đầu giao thịt đây. Quần phong bên trong rộng rãi trên sơn đạo, đỗ tiểu thanh tự hồ là nhớ lại thanh đầu giao tới. Nhất thời đối với đỗ thiếu phủ hỏi, kém chút quên mất kia thanh đầu giao thịt còn không có ăn đây. Đỗ thiếu phủ thực dụng thanh đầu giao huyết cùng bát tinh tử linh quả sau. Thật đúng là quên mất trên người còn có này thanh đầu giao thịt nghe vậy. Nhìn bốn phía đã nhanh đến hoàng hôn rồi sắc trời, dù sao không có mục đích do dự một lát nói chúng ta ăn trước thịt nướng thế nào được đỗ tiểu thanh cùng đỗ tiểu yêu cơ hồ là miệng đồng thanh nói tiểu hồ trong miệng kia mau chảy ra nước miếng đã chứng minh rồi tâm tình lúc này đông ly thanh thanh cũng không có phản đối mang trên mặt dịu dàng mỉm cười sau đó đỗ thiếu phủ cực kỳ thông thạo ngay tại chỗ tại trên sơn đạo nhấc lên thạch đầu bếp đài cùng một cái thạch đầu nướng đài móc ra một cái cũng không biết theo ai chữ vật đại trung lấy được đại đỉnh dược lư gác ở trên bếp lò theo càn khôn đại trung móc ra kia cự đại thanh đầu giao đầu lâu đỗ thiếu phủ tại cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên rửa sau sinh hoạt bắt đầu hầm lên này linh đằng là bảo vật không bằng cách thủy canh uống đỗ thiếu phủ tựa hồ là lâm thời nhớ ra cái gì đó theo càn khôn đại trung móc ra đỗ tiểu yêu đoạt tới kia bát tinh tử linh quả linh đằng Bảo bối tựa như móc ra một phần năm đoạn ném vào dược lư bên trong. Cùng thanh đầu dao đầu lâu cùng nhau hầm cách thủy cùng một chỗ. Sau đó đỗ thiếu phủ đem một tảng lớn thanh đầu dao ra thịt dừa. Cũng là nhóm lửa tại giá nướng đài thượng bôi lên đồ gia vị bắt đầu nướng. Mấy người tại trên sơn đạo này đường hoang cách thủy canh thịt nướng. Nhất thời liền đưa tới qua lại người chú ý không ít thân ảnh bị hấp dẫn mà tới trời ạ à, đó là thanh đầu giao đầu mấy tên thanh niên kia nam nữ tại cách thủy thanh đầu giao đầu lâu ông trời của ta a à, kia tử bào thanh niên hình như là tại nướng thanh đầu giao thịt a à. bọn họ đây nhất định là giết rồi một cái thanh đầu giao kia dược lư trong thanh đầu giao đầu lớn như vậy phỏng chừng kia thanh đầu giao tuyệt đối là đến thú tôn cấp tầng thứ bọn họ là giết rồi một cái thú tôn tầng thứ thanh đầu giao sao cũng không đến bao lâu, đám người vây xem chung, chính là có nhân nhận ra thanh đầu dao đầu tới, không khỏi là ghé mắt kinh ngạc. Lông Tơ dựng đứng, kia nhân loại tại cách thủy nướng thanh đầu dao, thậm chí mấy cái thực lực không phải quá mạnh mẽ thú tộc. Nhìn thấy dược lư bên trong thanh đầu dao đầu lâu sau, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Một khắc không dám dừng lại. Chương 1039, 1044, hung tàn có 102 chương 1044, hung tàn có 102. Không đến bao lâu, dược đỉnh kia bên trong, thanh đầu dao đầu lâu đã bị ninh chín. Thanh đầu dao đầu lâu bên trên thịt bị cách thủy hóa, lộ ra xương sọ, nồng canh cuồn cuộn. Hương khí bốn phía, hào quang tràn ngập còn mang sóng năng lượng. Thanh đầu dao một tảng lớn thịt nướng cũng là bị đỗ thiếu phủ nướng hương khí bốn phía. Hai mặt bị nướng kim hoàng, hiện lên dầu tí. Tấm tác, kia hương vị làm cho chu vi xem càng ngày càng nhiều nhân là nhịn không được nước dãi muốn tích nước miếng chảy dòng kia dược lư bên trong thanh đầu dao đầu lâu cách thủy nồng canh bên trong tất nhiên là còn ra nhập thiên tài địa bảo uống một chén chỉ ít có thể so với hoàng phẩm đan dược trong đám người một cái tóc dài lão giả trong cổ họng nước miếng đảo nuốt ánh mắt thẳng chăm chú vào rồi kia dược lư bên trong cái gì, uống một chén có thể so với hoàng phẩm đan dược, quá dọa người rồi. Đây chính là nhất đại lô đỉnh a. Bốn phía mọi người chấn kinh, sau đó cũng là có thể cảm giác được nồng nặc kia sóng năng lượng. Đây tuyệt đối là bảo vật. Còn có kia thịt nướng, tất nhiên là mỹ vị nhân gian, thanh đầu giao thịt. Đây chính là thịt long a, ẩn chứa long lực, ăn một ngụm. Đây tuyệt đối là đời này khó cầu chuyện tình. Một cái hai mắt đỏ lên trung niên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đỗ thiếu phủ chính tại thiêu nướng thanh đầu giao cục thịt bên trên càng ngày càng nhiều ánh mắt xích hồng trong cổ họng nước miếng đảo nuốt kêu lên ủng ục bất quá cũng không có ai dám chém giết bọn họ đều là người thông minh có thể hầm một cái thú tôn tầng thứ thanh đầu giao người đừng xem đó là mấy người trẻ tuổi sợ đều tuyệt đối không phải tốt trêu chọc đoạn thời gian gần nhất này không ít trẻ tuổi đi ra đều là rung động chỉnh cái thiên hoang đại lục. Nếu là xem một cái hình dạng đi phán định thực lực. Tuyệt đối là một món tối vi chuyện ngu xuẩn, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Mà nói không định nhãn trước kia mấy cái thoạt nhìn tuổi quá trẻ ra hòa. Có thể là sống rồi hơn nghìn năm thậm chí mấy ngàn năm quái vật cũng không nhất định. Này một điểm, bọn họ đều là thân là tu luyện giả, nhưng thật ra tại niên kỷ bên trên cũng là có thể có cảm giác của mình, mấy tên kia, phải là chân thật trẻ tuổi. Khai cật, thịt nướng tràn đầy hương, nồng canh cuồn cuộn, đỗ thiếu phủ, đỗ tiểu yêu, tiểu hồ. Đỗ tiểu thanh, đông ly thanh thanh chính là không hề cố kỵ ăn nhiều quát to. Cũng không biết đỗ thiếu phủ từ nơi này tìm tới mấy cái chén nhỏ. Một bên ngụm lớn ăn thịt nướng, một bên uống thanh đầu dao đầu lâu cùng bắt tinh tử linh quả. Đằng cách thủy đi ra ngoài nồng canh. Bẹp bẹp mọi người bao quát là đỗ tiểu yêu, đều là ăn đầy miệng dầu tí hào quang tràn ngập. Năng lượng bốn phía, quá hung tàn rồi, bọn họ thực sự tại ăn thanh đầu dao A. Bốn phía không ít thanh niên nam nữ ngạc nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, nước miếng chảy ròng. Bọn họ ăn cũng không phải thịt mà là bảo vật A. Có lão giả trung niên ánh mắt không ngừng chuyển động, nghẹn gương mặt đỏ bừng. Bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì? có mấy cái ngạo khí mười phần thanh niên động dung, ở đó chờ Mỹ vị cùng năng lượng mê hoặc hạ. Rất muốn đi đánh cướp một phen, nhưng lại là có chút không dám, do dự không tiến lên. Ăn ngon, ăn ngon thật. Đỗ tiểu thanh tướng ăn thật sự là không dám khen tặng, hảo một vai Mỹ nữ phôi. Ăn nhưng là thành khiếu hóa tử. Kia nồng canh thịt nướng vào miệng tan đi, không chỉ có trùng kích nhũ đầu. Còn hóa thành năng lượng tràn vào toàn thân, khiến người ta toàn thân thoải mái. Ăn ngon, ăn ngon. Tiểu hổ một cái cúi đầu ăn, lang thôn hổ yết, chỉ sợ là tối hậu bản thân không ăn. Khẩu vị của hắn vốn là lớn nhất. Ai, đó là bảo vật a, à, thật muốn ăn một miếng. Không ít người nước miếng đều là không nhịn được chảy đầy đất rồi. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia ăn toàn thân nhộn nhạo hào quang. Đầy tràn đầy năng lượng. Thế nhưng những tên kia sợ là rất khó chọc, thanh đầu dao cũng dám ăn, quá hung tàn rồi đơn giản là ma vương có một nữ thanh niên song mâu biến sắc rất xa nhìn đỗ thiếu phủ đám người ăn nhanh chóng cắn ăn ma vương những nhân đó không có kia ma vương đỗ thiếu phủ ở trong đó đi nghe nói kia đỗ thiếu phủ nhưng là chân chính ma vương một thanh niên cau mày hắn nghe nói qua ma vương đỗ thiếu phủ siêu siêu đột nhiên trước trong không gian có không ít tiếng xé gió vang vọng sau đó có mười mấy thanh niên nam nữ đi ra, hình dạng đều cũng có chút hình thù kỳ quái. Vừa nhìn cũng biết là thú tộc người. Mười mấy thú tộc thanh niên nam nữ sau đó trôi nổi tại một phe này bầu trời. Trước cả người hoa phục thanh niên đi ra, hoa phục bên trên theo không ít tinh vân đồ án. Này hoa phục thanh niên gương mặt tuấn lãng lập thể. Búi tóc tuyến thượng như là phủ lân phiến một loại ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía kia khí tức ba động như là nhượng này một vùng không gian nhất thời thẩm thấu xuất hàn ý tới. Là ai tại ăn thanh đầu dao, lăn ra đây cho ta. Đầu lĩnh hoa phục thanh niên hét lớn, toàn thân khí tức ác liệt. Toàn thân lan tràn một loại trói mắt thần bí màu sắc rực rỡ phủ văn. Kia khí tức ba động làm cho bốn phía không ít người linh hồn run rẩy. Là thú tộc cường giả, nhất định là tới tìm kia ăn thanh đầu giao mấy người phiền toái đoàn người xôn xao, không ít người khí tức ba động ám tự con mắt run rẩy, Nhao nhao lui ra phía sau. Kia thú tộc thanh niên khí tức nhượng ở đây không ít cường giả ám tự động dung. Không muốn bị liên lụy. Là ai giống to, quấy rối nhân ăn cái gì, tục ngữ nói ăn không nói ngủ không nói, không tố chất. Đỗ thiếu phủ vỗ phình cái bụng đánh ở no, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt đảo qua kia thú tộc đầu lĩnh hoa phục thanh niên, nhất thời ánh mắt sáng ngời, nói. Di, hơi thở này như là thiên thú bảng thượng yêu thú A. Ta thành đầu giao huynh đệ, vì huynh đến chậm A. Dẫn đầu hoa phục thanh niên ánh mắt. Lúc này nhìn quét đến kia cự đại dược lư bên trong bị cách thủy hóa thanh đầu giao đầu lâu. Trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn ra đó là thanh đầu giao xương sọ. Nhất thời trong lòng đau đớn khó nhịn. Hoa phục thanh niên ánh mắt càng phát ra ác liệt chấn động tâm hồn hàn ý kích xạ mà ra tối hậu hàn quang ngập trời mắt nhìn xuống đỗ thiếu phủ nói long cửu nói ta thanh đầu giao huynh đệ chính là bị đỗ thiếu phủ giết chết ngay cả đầu đều bị chém đi chết không toàn thây thủ đoạn độc ác ngươi thế nhưng kia đỗ thiếu phủ tiểu ra chính là ngươi cũng là long cửu người đỗ thiếu phủ hơi động con mắt ánh mắt mới nghiêm nghị quan sát rồi trước mắt hoa phục thanh niên tới đỗ thiếu phủ kia thanh niên thật là gần nhất thịnh truyền ma vương đỗ thiếu phủ theo đỗ thiếu phủ gật đầu đáp, bốn phía đoàn người lập tức ngạc nhiên lên. Gần nhất kia ma vương đỗ thiếu phủ tên. Thế nhưng tại thiên hoang đại lục bên trên tuyệt đối vang vọng. Lòng cửu ti mạnh, ta chỉ tự ta, không mặc cho người nào. Ta cũng chỉ là cho ta thanh đầu giao huynh đệ báo thù mà đến, tiểu tử. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi, chịu chết đi. Hoa phục thanh niên hét lớn, trong mắt lạnh lẽo khiếp người đến vô pháp đè nén tình trạng thân ảnh như điện nháy mắt chính là lao thẳng tới đỗ thiếu phủ mà đi ầm cuồn cuộn khí thế ba động như tiếng sấm đinh tai nhức óc hoa phục thanh niên trên người có thất thải phù văn trào ra lấp lóe trói mắt quang mang một đạo trưởng ấn bỗng nhiên liền xuất hiện ở đỗ thiếu phủ trên đỉnh đầu hừ đỗ thiếu phủ trở mặt ăn chính thống khoái lại bị nhân quấy rối không lùi mà tiến tới một cước dẫm địa thân thể trực tiếp nhảy ra, phất tay một quyền trực tiếp đối chàng mà đi. Đỗ thiếu phủ xuất thủ, đơn giản trực tiếp nhưng là bá đạo ác liệt. Nhất thời tựu kia hoa phục thanh niên một trưởng va chạm vào nhau. Bành, trầm đục nhất thời truyền ra, trên bầu trời một đạo năng lượng kinh lôi đối chàng thanh. Kèm theo phù văn bạo phát mà vang vọng. Năng lượng đáng sợ lập tức tạc nổ mở gào thét tịch quyền bốn phía sơn phong cũng ở đây dạn nứt, không ít đại thụ che trời thụ quan bị quét ngang bẻ gãy. Đạp đạp, hoa phục thanh niên thân thể trực tiếp trị lạc trên mặt đất sau lảo đảo lui về phía sau. Bàn tay phía trên có tiên huyết tràn ra. Hừ, thanh niên này bị đỗ thiếu phủ một quyền oanh bàn tay đau nhức ra thịt nứt ra. Sau đó trong ít hầu truyền ra kêu đau một tiếng thanh. Có một ngụm đỏ thẫm tiên huyết tràn ra khóe miệng tới. Ai a, à, ra thô. Đỗ thiếu phủ ánh mắt có vô cùng kinh ngạc nguyên vốn cho là mình một quyền hạ Kia tay của thanh niên trưởng ít nhất cũng phải chiết Nhưng là không nghĩ tới chỉ chảy điểm huyết mà thôi Đỗ thiếu phủ thân thể thế nhưng lần thứ hai phạt cốt tẩy tủy rồi Vừa mới một quyền đi xuống có thể không có bao nhiêu lưu tay Đủ thấy kia hoa phục thanh niên rất là cường hãn Hoa phục thanh niên biến sắc khiếp người sắc bén sau mâu chỗ sâu hàn ý ba động sau đó trên người phù văn bạo tráo, hóa thành một cái chiếm giữ giữa không trung thất thải cự mãng. Ào ào, kia thất thải cự mãng giống như cự long vượt ngang trời cao, toàn thân ba động tinh vân. Cự đại hung ác giữ tận miệng to như chậu máu, như là có thể nuốt chửng tinh thần. Trên người uy áp đủ để là tại Đông Đảo Thiên Thú bảng thượng yêu thú phía trên. Thiên Hoang thôn tinh mãng, trời ạ, à, là Huyền Diệu đỉnh phong Thiên Hoang thôn tinh mãng nhìn đáng sợ kia quái vật lớn xuất hiện bốn phía chấn động một mảnh thiên hoang thôn tinh mãng đó là có thượng cổ huyết mạch đáng sợ yêu thú số lượng vô cùng thưa thớt bất kỳ huyết mạch cường đại thú tộc nhất định số lượng thưa thớt thượng thiên tại về điểm này là công bình duy chỉ long tộc phượng hoàng tộc chờ số ít mấy cái thú trung đại tộc là ngoại lệ thiên hoang thôn tinh mãng đồn đãi tu luyện đến cực hạn có thể khẩu nuốt tinh thần che khuất bầu trời, đáng sợ vô biên tại thượng cổ trung để lại vô số truyền thuyết. Gì, là đồ tốt, huyết mạch không thấp a. À. Đỗ thiếu phủ nhìn kia thiên hoang thôn tinh mãng, nhưng là mắt lộ ra nóng bỏng tinh mang. Phạt cốt tẩy tủy, cần yêu thú huyết mạch tầng thứ càng cao, hiệu quả thế nhưng càng tốt. Giết, thiên hoang thôn tinh mãng nổi giận, trên người có thất thải lân phiến dựng ngược. Mang tiếng gầm len keng chấn động thân thể cao lớn sau đó như là một đạo cự đại đáng sợ lôi đình trùng kích mà xuống. Kia bồn máu miệng rộng mở rộng bạo phát một mảnh đáng sợ phù văn năng lượng. Tối hậu hóa thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Nuốt tinh, thiên hoang thôn tinh mãng hét lớn, trong miệng năng lượng phun trào. Như là hóa thành năng lượng hắc động, giống như có thể có thể thôn vệ tinh thần. Phía dưới sơn phong trên đại thụ che trời, cũng bị sinh sinh nhổ tận gốc thời khắc này bốn phía cắt bay đá chạy, mặt đất dạn nứt, gió nổi mây phun. Hết thảy như là hủy diệt. Thiếu dương ấn, đỗ thiếu phủ xuất thủ, bàn tay trước hóa thành kim sắc phù văn, kim sắc quang mang bạo phát. Quét ngang về phía trước, trực tiếp một trưởng đánh vào kia vòng xoáy năng lượng bên trong. ầm ầm đất dung núi chuyển, sơn băng địa liệt, trời cao đều phải bị tạc nổ mở. Năng lượng đáng sợ từng cơn sóng đón lấy từng cơn sóng thành hình cung khuếch tán vỡ vụn phù văn trói mắt tràn ngập thiên địa. Làm cho bốn phía mọi người ánh mắt đều không mở ra được. Thiên hoang thôn tinh mãng vòng xoáy năng lượng bị oanh phá, trực tiếp tạc nổ mở. si lạp, đỗ thiếu phủ thân ảnh giống như thiểm điện. Như quỷ mị xuất hiện ở thiên hoang thôn tinh mãng trên lưng, nhấc chân bạo phát kim quang. Trực tiếp dẫm lên rồi thiên hoang thôn tinh mãng trên lưng. Ẩm ầm thiên không đều ở đây run khổng lồ kia thiên hoang thôn tinh mãng thân thể nhất thời bị một cỗ đại lực trực tiếp đạp theo giữa không trung giường như vẫn thạch trị lạc ở trên mặt đất phốc suy phốc suy thiên hoang thôn tinh mãng bổn máu miệng rộng trung rít gào phun ra đỏ thẫm tiên huyết tiếng gầm rung động cửu tiêu máu của ta đây là ta huyết a đỗ thiếu phủ hét lớn nhìn thiên hoang thôn tinh mãng trong miệng phún ra huyết liền đau lòng muốn chết, lập tức một tay bao quanh kim quang hạ xuống. Sinh sinh theo kia thiên hoang thôn tinh mãng trên lưng hợp với sổ 10 cân da thịt nhổ xuống. Rồi sổ khối cự đại lân phiến, để cho thân hình khổng lồ bên trong tiên huyết điên cuồng trào. Ào ào, đỗ thiếu phủ một bên mở miệng uống thú huyết, một bên cầm mấy cái ngọc bình nhất thời đón lấy. Huyền diệu thú tôn đỉnh phong thiên hoang thôn tinh mãng trên người huyết. Tuyệt đối là giá trị liên thành, khó mà tìm ngao, o o. Đầu nhức chi hạ, thiên hoang thôn tinh mãng gào thét như sấm. Thiếu nguyên bản khiếp người ác liệt, mắt lộ ra ra hoảng hốt. Thiên hoang thôn tinh mãng toàn thân thất thải quang mang bạo phát, lần phiến phát quang. Như là thất thải liệt diễm bừng bừng, bên trên tứ phương không gian sôi trào. Thiên hoang thôn tinh mãng tựa hồ là đang liều mạng rồi. Tối hậu dĩ nhiên tránh thoát đầy tâm đều là tại thú huyết trên người đỗ thiếu phủ trói buộc thân thể cao lớn lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thất thải thiểm điện. Cũng không quay đầu lại lập tức trốn chạy. Đừng chạy a, à, ta còn không có uống ăn no, không muốn trốn a. À. Đỗ Thiếu phủ hét lớn, đau lòng muốn chết như là bản thân yêu mến nhất chi vật chạy. Chỉ trong nháy mắt kia thiên hoang thôn tinh mãng bỏ chạy không thấy bóng dáng. Đỗ Thiếu phủ hối hận vỗ bắp đùi của mình, đã vô pháp đuổi. Trốn, chạy mau kia còn lại xa xa mười mấy cái thú tộc thanh niên nam nữ nhìn thấy thiên hoang thôn tinh mãng. Chạy thoát từng cái một nhất thời thất kinh, tan tác như chim muông. Ai, đáng tiếc một lần đại cơ duyên, đều tại ta. Đỗ thiếu phủ còn đang đau lòng, chậm rãi thu lên mấy cái trang bị đầy đủ thiên hoang thôn tinh. Mãng thú huyết ngọc bình, lau chùi bản thân khóe miệng thú huyết. Sau đó nhặt lên trên đó vài miếng thiên hoang thôn tinh mãng mang mấy chục cân huyết nhục lân. Phiến quay về cùng nhau hầm đi, mùi vị cần phải càng được. Đỗ thiếu phủ đem kia mấy chục cân thiên hoang thôn tinh mãng thịt trực tiếp ném vào dược lư bên. Trong hầm cách thủy, khuôn mặt thần sắc có một ít ảm đạm. Còn đang là rồi đào tàu thiên hoang thôn tinh mãng trong lòng cảm giác được tiếc hận. Mà lúc này, Chu Vi xem những người đó, từng cái một ánh mắt tại bỡ ngỡ. Không khỏi là rợn cả tóc gáy. Bọn họ tại may mắn bản thân không có trêu chọc đáng sợ kia từ bào thanh niên đồng thời cũng ở đây vì kia ngụm lớn trực tiếp uống thú huyết. Tay xé thiên hoang thôn tinh mãng ma vương đỗ thiếu phủ kinh hãi. Kia ma vương đỗ thiếu phủ kia hung tàn, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Kia ma vương đỗ thiếu phủ quả thực liền không phải nhân loại. Mà là một con chân chính tuyệt thế hung thú, hung tàn có một không hai, không phụ ma vương tên. Trường 1040, 1045, Bạch Mi Sơn Nhân. Chương 1045, Bạch Mi Sơn Nhân. Cộng thêm kia Thiên Hoang thôn tinh mãng thịt, một nồi nồng canh lần thứ hai cách thủy hảo. Nhìn thấy Ma Vương Đỗ Thiếu phủ tu vi, bốn phía ánh mắt nước dãi muốn tích. Nhưng là càng thêm không dám đa động bán. Sư thúc công, ngươi thực lực mạnh mẽ, bằng không ngươi đi hỏi kia Ma Vương Đỗ Thiếu phủ đòi hỏi điểm canh tới quát. Trong đám người, một cái mập phì thanh niên, toàn thân mập đều nhanh không nhúc nhích đường. Lúc này nước miếng chảy tại khóe miệng. Yếu ớt đối với bên cạnh một cái mái tóc dài màu xám lão giả nói. Làn người cái con thỏ nhỏ chết kia, nghe nói kia ma vương đỗ thiếu phủ trên người. Còn có này một tôn có thể cùng thiên đao tông hòa đao tôn giả chống lại khôi lỗi. Người cho rằng hắn là dễ đối phó A. À. Lão giả tầng tầng lớp lớp chừng mập mạp kia một cái. Ánh mắt mắt nhìn dược lư bên trong kia mùi thịt nồng canh, sớm chính là ánh mắt hiện lên hồng nếu không phải là cố kỵ kia ma vương đỗ thiếu phủ trên người khôi lỗi sợ là sớm liền không nhịn được muốn đi yêu cầu một ít canh uống rồi nhìn kia ma vương đỗ thiếu phủ đám người một bộ phong khinh vân đạm dạng bốn phía cường giả lại càng phát có kiêng kỵ thơm quá mùi vị không tệ thiên hoang thôn tinh mãng thịt cũng là tốt đỗ tiểu thanh uống nồng canh trên người nhộn nhạo thanh hồng quang mang cuồn cuộn nhanh chóng cắn ăn không cố kỵ chút nào hình tượng là không sai. Đỗ Thiếu phủ ngụm lớn uống canh, lau miệng, thỏa mãn đánh ở no. Sau đó ánh mắt nhìn hướng bốn phía người vây xem, nói, chư vị nghe cho kỹ. Ta phải tìm kia Đỗ Đình Hiên tin tức, các ngươi ai có Đỗ Đình Hiên tin tức mới nhất? Đều có thể đổi lấy một khối thanh đầu dao thịt nướng, còn có lấy thanh đầu dao. Thiên Hoang thôn tinh mãng thịt, cộng thêm không ít chân quý thiên tài địa bảo hầm cách thủy đi ra ngoài bảo canh hiệu quả đối với chúng ta tu luyện giả đủ để có thể so với vị này cấp đan dược A. Giới hạn vị trí thứ 10, mong muốn càng sớm càng tốt tái diễn tin tức không tính là. Thanh âm truyền ra, đỗ thiếu phủ hơi chút trơn sắc bảo canh. Nhất thời nhượng không ít ánh mắt càng là khó mà nhẫn nại. Đỗ Đình Hiên đã dòng dã một tháng đều không hề lộ diện quá. Thần lôi phủ đệ di tích xuất hiện dấu hiệu. Đồn đãi hẳn là tại thiên hoang đại lục bên trên lôi minh sơn. Đỗ Đình Hiên chiếm được cùng thần lôi phủ đệ liên quan chi vật. Tất nhiên cũng sẽ đi lôi minh sơn. Nghe nói kia Đỗ Đình Hiên lấy được là một đạo tiếp dẫn phù. Có thể tại thần lôi bên trong phủ đệ đạt được tiên cơ. Tối có cơ hội lấy được thần lôi thiên thánh truyền thừa. Hiện tại chỉnh cái thiên hoang đại lục bên trên. Chỉ ít hơn phân nửa nhân đang tìm Đỗ Đình Hiên. Trong đó long tộc người càng là muốn muốn đem kia Đỗ Đình Hiên giết chết mà yên tâm theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, chỉ dừng lại sát na sau. Nhất thời bốn phía tiếng người huyên náo, không ít thân ảnh lướt ra. Nói qua gần nhất bọn họ đoạt được biết đỗ đình hiên tin tức. Một cái, hai cái, người ba cái, chín, cái cuối cùng, chính là ngươi, không cần hoài nghi, chính là ngươi. Vận may hàng lâm tại trên đầu ngươi, tối hậu thứ mười cái. Chỉ là mười mấy giây, sáu lão giả, ba cái trung niên cộng thêm cái cuối cùng thanh thanh tu nữ tử. Mười người chính là trở thành đỗ thiếu phủ dược lư trước tân khách. Từng người một người chiếm được một khối nhỏ thanh đầu giao thịt cùng một đại chén nồng canh. Ăn ngon, mùi này chỉ có bầu trời mới có, nhân gian tuyệt phẩm A. Uống ngon, quá tốt uống. Mười người ăn lang thôn hồ yết, thấy bốn phía mọi người mặt đỏ tới mang tai. Đỗ thiếu phủ, ta còn có đỗ đình hiên tin tức. Còn có rất nhiều người la lớn, muốn có được chỗ tốt chỉ cần 10 cái, đã đầy rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, phất tay từ chối, 10 cái tin tức đã đầy đủ. Dư thừa tin tức cũng đều là hầu như lặp lại khác biệt không lớn. Từ nơi này 10 cái trong tin tức tới xem, chỉ ít tử quỷ lão cha còn an toàn. Sư công quá không hiền hậu. Sư thúc công, phân chúng ta một điểm A. Bốn phía đoàn người tiếng gầm không nhỏ, 10 người kia sau lưng sơn môn đệ tử la lớn. Chỉ 10 người kia ăn thịt nướng, uống nồng canh vào miệng tan đi. Nơi nào còn muốn lên được sau lưng sơn môn đệ tử, mình cũng không đủ ăn. Đỗ thiếu phủ tiểu huynh đệ, còn có thể hay không thể tới một điểm a, không đủ dính răng a. Một cái đầy mặt vui vẻ, một đầu hôi bạch sắc tóc dài. Sẽ không lông mi đều là màu trắng lão giả ăn tươi nuốt sống. Đem thịt nướng cùng nồng canh biến mất thời gian, thậm chí là quên mất mùi vị ngượng ngùng đối với đỗ thiếu phủ cười, muốn trở lại một điểm. Sẽ cho ngươi một chén. Đỗ thiếu phủ gật đầu, cho thêm lão giả kia một chén nồng canh, nói. Bất quá thịt nướng cũng không có rồi. Đa tạ, ngươi nếu như để mắt ta, sau này ngươi chính là ta bạch mi sơn nhân huynh đệ. Lão giả vỗ ngực nói với đỗ thiếu phủ. Ta cừu ra khắp thiên hạ, ngươi còn dám cùng ta trèo già mồm cãi láo. Không sợ gây phiền toái sao? đỗ thiếu phủ cười nói sợ cái gì bất quá ta chỉ đại biểu tự ta sau lưng ta thiên ý tông cũng không quan chuyện ta bạch mi sơn nhân ngượng ngùng cười nói với đỗ thiếu phủ ngươi cừu gia đầy cũng không ít thiên đao tông long tộc đều là khủng bố bất quá nếu như hiện tại gặp gỡ cừu gia ta bạch mi sơn nhân tuyệt không hàm hồ mặc kệ vậy ngươi nói thật hay giả sau này ta gọi ngươi một tiếng bạch mi lão ca đỗ thiếu phủ cười nhìn thấy này bạch mi sơn nhân nhưng thật ra nhớ lại lúc trước đỗ gia phục nhất bạch bóng dáng ha ha thiếu phủ tiểu huynh đệ bạch mi sơn nhân cười to một chén nồng canh uống một hơi cạn sạch tiếp tục đi làm hiếu kính lão ca đỗ thiếu phủ lại là một chén nồng canh đưa cho bạch mi sơn nhân làm cho bạch mi sơn nhân khuôn mặt tươi cười sán lạn xung quanh người không ngừng hâm mộ kia ma vương đỗ thiếu phủ cùng sư thúc công xưng huynh gọi đệ vậy chúng ta là không phải cũng muốn kêu kia ma vương đỗ thiếu phủ sư thúc công bạch mi sơn nhân sau lưng những tông môn kia đệ tử từng cái một ánh mắt chuyển động ta ăn no đông ly thanh thanh lau chùi khóe miệng giàu tí vẫn là vậy tuyệt mỹ nàng cũng không nhuộm khói lửa nhân gian mỗi lần gặp gỡ hắn sau liền trở thành ngoài ý muốn ta ăn no bất quá ta giống như muốn đột phá Đỗ Tiểu Thanh đánh ở no, đột nhiên cảm thấy cơ hội, nàng liền đột phá. Kết quả là trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, bắt đầu nếm thử đột phá. Đến lúc này Đỗ Tiểu Thanh tu vi, đột phá cơ hội có thể gặp mà không thể cầu. Một khi bỏ qua cũng không biết tiếp theo cơ hội phải tới lúc nào rồi. Bởi vậy Đỗ Tiểu Thanh không muốn bỏ qua, trực tiếp nếm thử đột phá. Muốn tu vi tiến hơn một bước. Tiểu hổ, còn dư lại giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Tiểu Hồ, còn có bán lô đỉnh nồng canh, đây chính là vật đại bổ. Tiểu Hồ đạt được phân phó, nhất thời trên người hắc sắc phù văn dũng động. Trực tiếp hóa thành khổng lồ bản thể, cao thét như sấm. Tại không thiếu chấn kinh trong ánh mắt. Trực tiếp đem một đại dược lư bên trong nồng canh toàn bộ tiêu diệt. Ngay cả đầu khớp xương cũng không có phóng quá. Tam thiếu ta giống như cũng muốn đột phá. Hóa thành hình người, Tiểu Hổ ngạc nhiên nói với Đỗ Thiếu phủ. Hắn cảm thấy bản thân muốn muốn đột phá, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu chuẩn bị. Hộ pháp, Đỗ Thiếu phủ mắt lộ ra vui vẻ, sau đó tại Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ bốn phía bày ra phong ấn. Cấm chế cùng đợi hai người đột phá. Chu vi người xem rời đi, Bạch Mi Sơn nhân cáo từ rời đi. Náo nhiệt náo động trên sơn đạo, sau đó cũng liền chỉ còn lại lập tức Đỗ Thiếu phủ mấy người ào ào đất trời bốn phía năng lượng tụ đến hóa thành vòng xoáy trào tiến tiểu hồ cùng đỗ tiểu thanh thể nội bọn họ cơ hội nói đến là đến vô cùng cấp tốc hết thảy sớm chính là nước chảy thành sông đột phá quá trình lúc này vô cùng cấp tốc đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng điều tức thổ nạp hấp thu nồng canh cùng thanh đầu giao thịt bên trong năng lượng ẩn chứa hóa thành một đám tinh thuần huyền khí tràn vào thần khuyết bên trong ẩm ầm hai ngày sau, tiểu hồ đột phá, khổng lồ bản thể chiếm giữ giữa không trung, che khuất bầu trời. Hắc sắc phù văn nương theo kim quang tịch quyền, đặt chân thú hoàng cảnh viên mãn tầng thứ. Hôm sau, Đỗ Tiểu Thanh bắt đầu đột phá, tất phương thần điểu thân thể tái hiện. Dùng động thương khung, thanh hồng hỏa diễm chiếm giữ vân hải. Đỗ Tiểu Thanh đặt chân thú tôn sơ đăng, đáng sợ kia khí tức tịch quyền. Gây nên tứ phương đi ngang qua không ít người chấn kinh, không dám tới gần ta rốt cục đột phá. Hóa thành hình người, đỗ tiểu thanh dáng tươi cười còn như thế gian đàm hoa. Mang một loại thánh khiết vẻ đẹp khiến người ta một cái có thể đưa nàng ghi khắc vào tâm. Chúng ta đi thôi, đi lôi minh sơn. Đỗ thiếu phủ nói, đã lại trì hoãn sổ ngày sau. Nghe nói thần lôi phủ đệ xuất hiện dấu hiệu đang vang rền sơn. Tử quỷ lão cha có khả năng đi lôi minh sơn, bản thân lấy được lôi minh sơn thử thời vận. Siêu siêu sau đó mấy người triển khai thân hình hóa thành cầu vồng lưu quang lập tức biến mất ở rồi tại chỗ hôm sau một mảnh bao la sơn mạch trước rất xa liền truyền đến năng lượng kinh người trầm đục thanh xa xa có thể thấy được phù quang sung thiên khí tức vô cùng hùng hồn đáng sợ giống như rất là náo nhiệt a à. mấy đạo thân ảnh theo giữa không trung hạ xuống chính là đỗ thiếu phủ đông ly thanh thanh đỗ tiểu thanh tiểu hồ đỗ tiểu yêu nhìn phía trước kinh người động tĩnh cùng không ít vây xem thân ảnh đỗ thiếu phủ chờ cũng tò mò xúm lại đi tới